À, hôm nay mình sẽ đến với cái bài học tiếp theo. Đây là một cái bài học rất quan trọng. Bài học này nói về một cái framework dùng cho việc xây dựng giao diện web, nó gọi là Bootstrap. Thế thì tại sao lại có cái framework này? Bởi vì nếu như một cái trang web ha, một cái website có rất nhiều trang và mình phải xây dựng tất cả các cái thành phần CSS, các cái thành phần HTML nếu mà có, mình định nghĩa các thành phần HTML theo ý mình ấy, ha, rồi các cái thành phần CSS thì thường thì người ta phải định ra những cái tiêu chuẩn, tức là người ta tự quy ước trong công ty, trong nhóm của họ, người ta định ra những cái tiêu chuẩn riêng để họ xây dựng. Ví dụ như là định ra một cái tag tên là section chuyên dùng làm một cái việc, dùng cho cái mục đích gì đó, hay là những cái tag là banner thì chuyên dùng cho những cái mục đích gì đó. Thế thì nếu như trong cùng công ty thì cái chuyện đấy có thể nó trở thành tiêu chuẩn, có thể là đồng bộ, nhưng mà nếu mà giữa các công ty với nhau ấy, thì chuyện đấy nó lại mỗi công ty sẽ mỗi kiểu, đúng không? Đấy. Và một cái vấn đề khó khăn nhất khi mà xây dựng và theo cái kiểu mà mạnh ai người đấy làm ấy, ha, thì nó không không có chuẩn chung trong cả cộng đồng, và như thế thì việc mà chia sẻ mã nguồn cũng như là tái sử dụng mã nguồn, tuy là trong một công ty nha, nhưng mà có một nhân viên trong công ty có thể đến, có thể đi, có người mới, đúng không? Và vì nó không được xem là chuẩn hóa trong cả cộng đồng phát triển ứng dụng web, thì những người mới đến là phải học những cái quy ước của một cái của một cái tổ chức, của một cái nhóm nào đó, đúng không? Đó. Và cái điều mà quan trọng nhất, khó khăn nhất xảy ra tức là gì? Có rất nhiều thiết bị có thể thể hiện được giao diện đối với web. Trước đây thì cách đây 10 năm ấy, thì cái chuyện này đã xảy ra rồi. Người ta có thể truy cập thiết trang web bằng điện thoại di động, bằng máy tính bảng, bằng máy tính cá nhân, bằng laptop, đúng không? Máy tính xách tay á. Đó. Và thậm chí rất nhiều thiết bị trong công nghiệp cũng có thể hiển thị web được, nhiều lắm ha. Thế thì mỗi một loại thiết bị thì nó có khả năng hiển thị khác nhau. Bây giờ mình nói đơn giản là về mặt kích thước, điện thoại thì có kích thước màn hình nhỏ, điện thoại máy tính bảng ha, máy tính bảng thì có kích thước màn hình lớn hơn chút nhưng vẫn nhỏ hơn so với các loại máy tính khác ha. Hay là máy tính để bàn thì có loại thì màn hình vuông, có loại thì màn hình rộng, đúng không? Đó. Thế thì vấn đề khó khăn nhất là làm sao anh xây dựng một cái trang web lên mà các cái thiết bị khác nhau ấy, truy cập vào đều có thể hiển thị phù hợp với tùy theo cái kích thước cũng như tùy theo cái năng lực của cái thiết bị đó. Thì đấy là một cái vấn đề rất là quan trọng. Và ngày xưa thì người ta thường người ta chọn cái giải pháp là mỗi loại thiết bị thì người ta sẽ đưa ra một cách định dạng riêng. Nếu làm như thế thì cũng được nhưng mà sẽ mất rất nhiều công, đúng không? Ví dụ xây dựng một cái site lên nhưng mà anh phải luôn luôn định nghĩa ra 5 hay là 6 cái bộ giao diện khác nhau. Và giả sử đấy là 6 bộ giao diện tiêu chuẩn trong cái đời sống hay là trên thị trường này. Nhưng mà thực ra thì 6 định ra 6 bộ tiêu chuẩn chưa chắc đã đủ, bởi vì thiết bị ở trên thế giới này có nhiều loại, đúng không? Và có thể thể hiện người ta có người dùng người ta có thể sử dụng các loại khác nhau, và đấy cái điều này nó đem lại cái khó khăn cho cái người xây dựng giao diện web ha, xây dựng các cái website. Thế thì người ta mong muốn nha, người ta mong muốn làm sao xây dựng lên một đưa ra một cái tiêu chuẩn nào đấy để mọi người trong cái cộng đồng, trong cái môi trường phát triển phần mềm có thể dùng tốt và dùng như nhau, đúng không? Dùng như nhau. Không những dùng như nhau mà nó lại có thể chạy tốt trên tất cả các loại thiết bị. Đó. Thì đấy là một cái khái niệm người ta gọi là khái niệm responsive. Và Bootstrap Framework thì về bản chất ấy, nó chính là một bộ các cái mã, các cái quy ước trong lập trình cũng như là trong định dạng cũng như là trong mô tả dữ liệu đối với trang web. Nó xây dựng sẵn. Và nhiệm vụ của những cái nhà phát triển giao diện phần mềm ấy, chạy trên nền tảng của web, anh chỉ cần đem những cái thành phần đã quy ước trong thư viện ra để dùng. Như vậy là nếu mà anh xây dựng website bằng Bootstrap thì anh chỉ cần phải nhớ các cái quy ước. Ổn ha?
Thế thì Bootstrap Framework chính là một tập nhiều thư viện, một tập tức là một tập nhiều cái class, nhiều cái tag, nhiều cái mã để lập trình có sẵn luôn. Sau này mình muốn xây dựng một cái trang web, một cái giao diện, mình chỉ việc lấy những cái người ta đã xây dựng ra mình lắp ráp lại thì nó sẽ thành một cái trang web. Đó, nó trông giống như kiểu mà lắp ráp thành cái nhà tiền chế rồi đó, nó định nghĩa sẵn rồi. Và ai cũng dùng ấy thì đương nhiên thành tiêu chuẩn, đúng không? Tất mọi người, tất cả mọi đều người dùng thì nó thành tiêu chuẩn. Chính vì thế mà nhờ cái framework như vậy thì việc xây dựng trang web nó sẽ nhanh hơn, rất nhanh, nếu mà anh nhớ hiểu được cái nguyên lý để làm việc với cái framework này thì một cái site xây dựng lên có thể trong một ngày là xây dựng xong, xây dựng đẹp chuẩn. Mà xây dựng xong ấy thì cái trang web của mình không những nó chạy được trên máy tính, có thể chạy trên thiết bị di động, có thể chạy trên iPad, chạy trên các thiết bị khác nhau, tức là nó có đặc tính responsive nha. Và cái framework như thế thì được những cái người mà yêu thích về việc mà làm web ấy, ha, web design ấy, nó đặt tên là Bootstrap, nó đặt tên là Bootstrap nha. Và hôm nay mình học về cái bài này. Đó, thì nãy giờ tôi giải thích để mọi người hiểu được Bootstrap framework là gì. Còn cái framework này nó tên là Bootstrap. Thế thì trong cái bài này nó sẽ có 4 phần ha. Thì phần đầu tiên giới thiệu với Bootstrap, thì bây giờ tôi giải thích để mình hiểu, để mình không có bị khó khăn khi nói về cái từ khóa framework ha. Thì Bootstrap framework là một cái bản chất ấy, framework nó chính là một tập các cái thư viện, nó định nghĩa sẵn với rất nhiều CSS, nó định nghĩa sẵn rồi, tức là các tình huống có thể xảy ra đối với CSS khi cần dùng để design cho một cái trang web thì nó xây dựng sẵn hết, sau này chỉ cần nhớ gắn vào thôi. Rồi các cái thư viện dùng JavaScript để làm chạy, làm banner hoạt cảnh, đúng không, làm đóng hiện cái này, đóng chạy cái nọ, xây dựng sẵn luôn à. Đây là một cái bộ thư viện như thế thì nó gọi là framework. Và Bootstrap framework nó được phát triển bởi hai cái anh Mark Otto với Jacob Dalton. Và nó được giới thiệu vào năm 2011 ấy. 2011 đưa lên trên cái cộng đồng mạng, cái quản lý phiên bản mã nguồn ấy, cộng đồng mã nguồn GitHub. Và đến năm 2014 ấy, cộng đồng người ta sử dụng nhiều và người ta thấy nó hay, đúng không? Hay thì bắt đầu chính thức được đưa vào, được sử dụng cho các cái việc mà xây dựng giao diện web như là một cái tiêu chuẩn cho cái đặc thù là responsive. Cái từ responsive lát nữa mình đề cập sau nha. Thì đây như định nghĩa này, nói Bootstrap chính là một cái khung ứng dụng ha. Từ khung ứng dụng thì nghe nó không có gần gũi lắm ha. Mình dùng nguyên từ nguyên gốc nhé, gọi là một cái frontend framework. Frontend tức là cái việc mà cái thư viện để cho phép tạo ra cái giao diện người dùng khi mà tương tác với ứng dụng của mình, tức là người sử dụng thì thường thường truy cập vào mua hàng sẽ có cái trang web đó, thì trang web đấy được xem như là frontend, tức là cái phần phía trước ha, của cái ứng dụng đó. Và cái thằng Bootstrap nó là một cái frontend framework chạy rất là nhanh, đúng không, và dễ dàng dùng để phát triển các cái giao diện web. Vậy thì Bootstrap nó bao gồm gì? Bootstrap thì nó bao gồm các cái mã HTML và các cái định dạng CSS đã được định nghĩa cho các mục đích là mô tả dữ liệu ở dạng văn bản, cho giao diện để thu thập dữ liệu, cho nút, cho bảng, cho menu. Cái menu mà mọi người cũng phải vất vả mới làm được ấy. Đây nó định nghĩa sẵn luôn, sau này mình không cần phải khổ sở như vậy, khai báo là mình dùng được, đúng không? Rồi thậm chí trên trang web mình cần có cái cửa sổ bấm một cái thì nó sẽ hiện ra ha, là nó thường phải lập trình kết hợp với CSS nên nó định nghĩa sẵn luôn, nó gọi là model. Đó. Hoặc là như cái mà mọi người làm banner, cái hình nó chạy, nó trượt qua, nó thay đổi, nó gọi là image carousel. Đấy. Và vân vân, có rất nhiều ha, có rất nhiều. Với các cái mã kịch bản được xây dựng bằng JavaScript có sẵn. Đó. Thì về cơ bản thì cái thằng Bootstrap này này nó còn đem lại cho cái người mà xây dựng giao diện
thiết kế web này, ha. À, dễ dàng để tạo ra các cái giao diện responsive này. Thấy không? À, responsive design. Thì các bạn biết rằng là ngày xưa ấy, khi mà xây dựng một trang web, thường lúc đó thiết bị cũng chưa nhiều đâu, nhưng mà người ta cũng phải tính đến là nếu mà truy cập vào điện thoại di động thì phải design như thế nào, là người ta phải xây dựng một cái giao diện dành riêng cho truy cập thông qua thiết bị di động, rồi xây dựng một cái giao diện dành riêng cho truy cập bằng máy tính. Đó. Cho nên là cái chi phí để phát triển phần mềm lúc đấy rất là tốn kém trong việc phát triển, tại vì anh làm hai cái như vậy, tức là làm hai cái rồi, làm một cái để chạy cho máy tính, làm một cái để chạy cho thiết bị di động, làm hai cái là tốn tiền đúng không? Thứ hai nữa là tốn chi phí về vận hành, tức là anh có hai cái phải có hai đội ngũ. Ngày xưa mà mình đọc báo, tức là những năm 2008, phần lớn những năm 2008 mà mình đọc báo bằng thiết bị di động, bằng điện thoại ha, điện thoại thông minh, là thường mình sẽ thấy cái tên miền nó sẽ có thêm chữ M, tức là người ta sẽ dựng một cái subdomain chạy độc lập hai cái chữ ông sau. Thế mà anh chạy hai cái thì anh quản lý nó khó, đúng không? Khó khăn để có thể nhất quán giữa hai cái cùng trong một hệ thống. Rồi tốn kém về chi phí con người, chi phí về vật chất cho thiết bị, chi phí về vận hành. Đó. Cho nên là cái thằng này nó muốn xây dựng một cái thôi mà không cần, mà có thể thích nghi được với nhiều loại thiết bị, nhiều thiết bị khác nhau. Cái khả năng cái giao diện mà có thể xây dựng một cái mà thích nghi với bất cứ một cái thiết bị nào thì cái đặc điểm đấy nó gọi là responsive. Và hầu như các trang web bây giờ nó đều có cái đặc điểm đấy, tức là cũng cùng một trang web đấy, mà truy cập máy tính thì mình thấy cái giao diện khác, truy cập bằng điện thoại thì giao diện khác, truy cập bằng máy tính bảng giao diện nó cũng khác. Là cái khả năng tự động thích nghi để trình bày phù hợp với các loại thiết bị khác nhau khi mà cái người dùng truy cập vào thì nó gọi khả năng đấy là responsive. Ok ha. Đó, thì chỗ này tôi giải thích về cái responsive. Thì responsive web design ấy, chính là cách để tạo ra một cái website, đúng không? Mà nó tự động, automatic nè, nó tự động có thể hiển thị tốt trên tất cả các thiết bị, từ điện thoại di động, điện thoại thông minh ha, cho đến các cái máy tính để bàn có kích thước lớn. Thì đây là thường thường cái biểu tượng, cái icon mà mô tả cho responsive mình thấy này, cũng cùng một size này. Đây là máy tính để bàn lớn, đúng không? Đây là laptop nào. Đây là máy tính bảng. Thậm chí máy tính bảng xoay ngang, để ngang hiển thị nó khác, mà quay dọc nó hiển thị khác. Đấy, hay là hiển thị cho điện thoại. Và để có thể hiển thị bốn cái loại giao diện, bốn cái cách hiển thị khác nhau như thế này thì chỉ cần viết mã có một lần. Cái khả năng viết mã một lần mà hiển thị tương thích với hiển thị tốt đấy ha, hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau thì nó gọi là responsive. Nhớ cái từ này nha, nhớ cái từ này. Đây cũng là một cái để mô tả cho cái responsive. Đó. Cùng là một size, cùng một giao diện thiết kế ha, nhưng mà chi chạy trên cái màn hình lớn như này, đó, cái giao diện nó như này, chạy trên cái màn hình nhỏ, cái này chắc máy tính bảng thì nó hiển thị như này. Chạy trên điện thoại theo chiều dọc, theo chiều ngang, đúng không? Đó, thì nó đều hiển thị cho phù hợp đấy. Cái khả năng của giao diện như vậy người ta gọi là responsive. Thế thì Bootstrap chính là một cái framework đáp ứng những cái chuyện như vậy, và nó có những cái đặc điểm. Thứ nhất là dễ dùng, easy to use. Chính vì dễ dùng cho nên cái bài này tôi chỉ cần dạy trong một cái bài giảng. Cái phần Bootstrap mình cần dạy trong cái bài giảng là mình làm được nha. Thứ hai là nó có khả năng tương thích, đúng không? Tương thích với nhiều loại thiết bị truy cập, hiển thị phù hợp ha, hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị truy cập, nó gọi là responsive feature. Thứ ba là cái ưu thế của Bootstrap ấy là nó sẽ ưu tiên cho hiển thị tiếp cận ha, tiếp cận với thiết bị di động trước. Tại vì sao người ta cho rằng thiết bị di động cần được ưu tiên hơn? Tại sao phải ưu tiên? Thứ nhất, thiết bị di động phổ biến hơn. Mọi người có thể muốn đọc báo thì có thể đang ngồi ở gốc cây, đang chờ xe buýt, hay đang giờ giải lao mình cũng có thể dùng điện thoại được. Chứ mấy khi mà mình cứ
muốn đọc báo là mình chạy về cái máy tính bất tiện đúng không? Cho nên là điện thoại là cái thiết bị được xem như là thuận lợi nhất khi mà truy cập đối với phần lớn người dùng. Thứ hai là điện thoại. Điện thoại đây nói cái từ này thì nó theo cái khái niệm cũ, tức là điện thoại là thiết bị nhỏ, cho nên cái năng lực của phần cứng bị hạn chế hơn. Mà cho nên cái ưu tiên của Bootstrap và nó hướng đến là ưu tiên cho điện thoại trước. Và nó ưu tiên được thực hiện tốt hiển thị, tương tác tốt trên điện thoại. Thì đương nhiên những cái thằng mà có cấu hình mạnh hơn như máy tính để bàn, máy tính sách tay hay máy tính chuyên dụng thì dĩ nhiên là dư sức chạy, đúng không? Từ cái Bootstrap mà phiên bản thứ ba là nó đã đưa ra cái phong cách ưu tiên cho hiển thị trên thiết bị di động, là một cái phần được xem như là tiêu chuẩn chính của Bootstrap. Cho nên là đã chạy trên thiết bị di động tốt thì chạy trên máy tính hay những thiết bị mạnh hơn đương nhiên phải tốt hơn, đúng không? Và vấn đề thứ tư, ưu điểm thứ tư tức là gì? Là Bootstrap ấy, nó phù hợp với nhiều loại trình duyệt khác nhau. Ví dụ như là dùng máy Mac thì anh chạy bằng Safari, Bootstrap nó hiển thị tốt trên Safari. Một người nào đó dùng Google Chrome, ví dụ tôi dùng Google Chrome thì nó hiển thị cũng tốt trên Google Chrome. Người nào đó lại dùng Firefox thì nó cũng hiển thị tốt, đúng không? Đây là những trình duyệt mà Bootstrap khi chạy nó hiển thị tốt trên tất cả các loại trình duyệt này. Mình thấy có 6 loại trình duyệt, đúng không? Và trong những trình duyệt này, cái thằng mà khó chịu nhất chính là Internet Explorer cũng được Bootstrap nó hỗ trợ luôn. 6 cái, đúng không? Có thể bây giờ mình ít để ý đến chuyện này, nhưng mà cách đây khoảng những năm 2010 trở về trước ấy, thì đối với dân mà xây dựng front end, xây dựng giao diện cho web, rất sợ khi mà anh làm xong một cái trang web xong rồi chạy trên trình duyệt, ví dụ chạy trên Google Chrome ấy, chạy xong là vất vả rồi. Nhưng mà cái giai đoạn mà người ta sợ nhất ấy là đi sửa lỗi, tức là gì? Anh làm xong cái đó rồi anh phải đem cái trang web đấy qua anh chạy trên Firefox xem nó có ổn, rồi đem nó chạy trên Internet Explorer xem nó có đúng như mong đợi không. Tức là anh phải thử và anh sửa lỗi, đúng không? Tại vì sao? Trình duyệt thì của rất nhiều thằng khác nhau mà xây dựng, và như thế thì khả năng hiển thị trên mỗi một cái loại trình duyệt nó không giống nhau. Tại mỗi người làm thì có thể nó sẽ khác nhau, đúng không? Đó. Và sợ nhất là chạy tốt trên Chrome, Firefox, Safari, Opera, nhưng mà đem sang thằng Internet Explorer nó không chạy, đúng không? Nó ra cái giao diện nó chất quốc, phải sửa. Đấy, cái giai đoạn như vậy người ta hay phải hack các trình duyệt, mất nhiều công sức, mất nhiều công sức. Thì cái thằng Bootstrap nó hỗ trợ cho 6 loại trình duyệt này, và như thế thì giảm bớt được công sức phải đi sửa lỗi khi mà chạy trên các cái loại trình duyệt khác nhau, đúng không? Đó. Thì trên này người ta nói đến Bootstrap và người ta nghĩ ngay đến 4 ưu điểm: thứ nhất, dễ dùng; thứ hai, có khả năng tương thích với nhiều loại thiết bị; thứ ba, ưu tiên cho tiếp cận với đối với thiết bị di động; và cái thứ tư thì chính là tích hợp hoặc phù hợp với nhiều loại trình duyệt khác nhau. Thế thì Bootstrap này mình muốn dùng thì mình làm sao? Lấy ở đâu? À, mình phải lấy cái thư viện đấy về, đúng không? Thì nó có hai cách nha, mọi người nhớ chỗ này, có hai cách. Một là Get Bootstrap, từ cái thằng mà getbootstrap.com mình lên đây mình tải xuống. Hai là mình dùng theo cách Content Delivery Network, có nghĩa là gì? Bootstrap nó được công khai, cung cấp ở trên Internet miễn phí bởi một số cái tổ chức uy tín, ví dụ như Google, ví dụ như Microsoft. Thế thay vì mà mình phải download cái CSS, download cái thư viện đấy về máy của mình ấy, thì mình trỏ lên nó, mình tham chiếu vào nó, mình chạy trên Internet. Nếu như có Internet thì luôn luôn tham chiếu để được đến những cái nơi chứa cái thư viện đó, đúng không? Vì cách này nó dùng cái từ Content Delivery Network, là tức cái nội dung được chuyển giao thông qua mạng Internet. Thì bây giờ có nhiều trang web nó hay dùng cái cách này. Khi mà dùng Bootstrap mà chạy trực tuyến trên Internet thì nó hay dùng cái dạng CDN. Cách này cũng có cái nhược điểm, tức là nếu khả năng này cũng thấp ha, nhưng mà không phải không có. Tức là nếu như mà cái hệ thống cung cấp cái thư viện Bootstrap chạy online nó bị tin tặc đánh sập thì sao? Thì trang web của mình không chạy được, đúng không? Tức là bị phụ thuộc vào mình dùng thư viện của nó bị không có, nó không cung cấp được, nó bị hư do bị tấn công, bị sự cố, thì trang web của mình không chạy được. Cho nên cách mà này thì nó có cái nhược điểm,
là nó bị phụ thuộc. Cho nên nếu như mà cái thằng đó nó có vấn đề thì mình cũng tiêu luôn, đúng không? Thì có nhiều người mới cẩn thận, người ta vẫn download, người ta download nha. Hoặc cái trường hợp thứ hai nữa là nếu internet ở trong mạng trong nước mà đi ra nước ngoài, nhưng mà hôm nay mà cáp nó bị đứt cáp thì trang web của mình mà dùng CDN sẽ bị truy cập chậm hơn người khác. Bởi vì sao? Nó phải đi truy cập vào cái thư viện, lấy thư viện về để nó tải được cái giao diện trang web của mình lên, mà cái đường truyền đi ra khỏi khỏi quốc gia nó đang bị sự cố, thì đương nhiên là quá trình truy cập vào nó sẽ bị chậm hơn, đúng không? Đó, cho nên là khi dùng thì mình cân nhắc. Nhưng đây có hai cách nha, có hai cách đây nào, có hai cách. Một là download ha. Thế thì khi mình học thì tôi khuyên mình nên download hơn. Đó, sau này vận hành thì mình dùng CDN hay là download tùy mình, ok ha. Hai cách được nha. Vậy thì nếu mà dùng CDN, CDN là viết tắt của từ Content Delivery Network, thì mình thấy là dùng CDN thì cái domain này cung cấp bootstrapcdn.com được không? Và chỉ ra cái đường dẫn, thì đây cái đường dẫn là bọn nó cung cấp cho mình chỉ việc đưa vào trong cái chương trình, trong cái trang web của mình dùng thôi. Bootstrap.bit là phải khai báo thằng này đầu tiên. Đây là thư viện dành cho CSS. Cái thằng thứ hai là thư viện dành cho jQuery, đúng không? jQuery là viết tắt của JavaScript Query, tức là các cái thư viện bằng JavaScript người ta viết sẵn rồi. Bây giờ mình muốn dùng những cái kịch bản đó, những cái hàm, những cái kịch bản viết sẵn để dùng thì có thể sử dụng cái thằng jQuery. Nào, jQuery này do thằng Google, nào, Google API nó cung cấp. Nào, nào. Cái thằng thứ ba là thằng cuối cùng này, thì mới đến cái jQuery mà của Bootstrap, mà cũng là JavaScript kịch bản, các kịch bản định nghĩa, tức là phải có ba file này, thứ tự nó có quy ước nha. Thằng này là đầu tiên, thằng thứ nhất, thằng này là thứ hai, đúng không? Và thằng này thứ ba, có thứ tự nha. Thì trong đó ấy, cái thằng số 1 này có thể đặt sau hai này cũng được. Đó. Nhưng mà thằng hai trong hai thằng thư viện này, thằng này và thằng này này, thì thằng jQuery này luôn luôn phải đặt trước cái thằng ở bên dưới này. Tức là nếu mà đảo thứ tự theo cách khác ấy, thì tức là mình có thể đem cái thằng CSS này rời ra đằng sau hoặc đặt trên rồi, chứ không không hai thằng này không đổi được, hai thằng này không đổi được, hai thằng này của mình muốn mua đổi là không được, phải thằng này phải trước, mà phải trước tại nó là thư viện, mà thư viện cơ bản để cho cái thằng bên dưới này nó tham chiếu vào, cho nên bắt buộc nó phải đặt trước. Đó ha, đấy là cách dùng CDN. Thì cái đường dẫn nó cung cấp là mình chỉ copy cái đường dẫn bỏ vô đây, lát nữa tôi sẽ minh họa thử cho mình coi, đưa vô được. Thế thì có rất nhiều hiện giờ cho đến thời đại điểm này này, thì có rất nhiều các cái người, các cái nhà phát triển web sử dụng Bootstrap nhiều, hầu như là các cái website được xây dựng từ những năm 2015 trở lại đây này, thì hầu như là người ta dùng Bootstrap hết, tại vì nó rất là tiện lợi, đúng không? Tiện lợi. Và cái việc mà sử dụng Bootstrap CDN thì như bây giờ tôi nói thì nó có cái lợi, tức là nó sẽ chạy nhanh nha, đó, chạy nhanh hơn. Tại vì sao? Mình tưởng tượng như này nhé, cái thư viện của mình là Bootstrap cất trên một máy, cái phần mã HTML và phần sử dụng của mình cất trên một máy khác, thì cái điều này nó giống giống như trong một công việc có hai người cùng tham gia xử lý, hai máy tức là hai người đúng không, tham gia để render cái trang web lên, thì hai thằng nó phục vụ chạy nhanh hơn, đúng không? Thay vì nếu như chứa hết ở một máy chuyển vào chạy chậm hơn, tại vì cái lượng dữ liệu đi ra từ một cái ngõ, nếu được đi nhiều thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Ảnh hưởng đến tốc độ. Rồi một thằng phải làm nhiều việc, gấp đôi việc, trong khi hai thằng, mỗi thằng làm nửa thì chạy nhanh hơn. Nhưng mà thằng này thì nó có, đấy là ưu điểm, chạy nhanh hơn nha, chạy nhanh hơn. Chưa kể là cái server mà chứa cái Bootstrap CDN này, này nó chạy trên cái đường truyền mà có băng thông lớn ấy, thì nó lại còn đáp ứng tốt hơn là chứa trên cùng máy của mình. Nhưng mà nhược điểm lớn nhất là trong trường hợp mà internet không được lý tưởng, đúng không, bị gián đoạn, thì mình bị ảnh hưởng theo. Đó, thế mình khi mình dùng mình hiểu như vậy, còn việc dùng nào là do cái người
cái nhà phát triển phần mềm, cái người mà xây dựng front end quyết định. Đó, ở trên đây tôi chỉ nói đến cái phần ưu điểm, nhưng mà nhược điểm thì mình nhớ suy nghĩ đến. Như vậy thì muốn tạo ra một trang web mà dùng Bootstrap thì sẽ làm gì? Đó, thì nó có ba, nó có quy ước trên cái cấu trúc của trang HTML của mình. Thứ nhất là anh phải quy định rằng cái cấu trúc cái HTML document của anh ấy nó là thuộc loại HTML 5, tức là đầu tiên của cái tag HTML mình phải khai báo chấm than, doc type, đúng không? Đấy, đấy thì dễ thôi, bình thường là mình làm, mình tạo ra trên các cái công cụ mà các cái IDE nổi tiếng như là Visual Studio hoặc Visual Studio Code ấy, là nó cũng tự động nó chèn cho mình doc type là HTML 5, đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Cái bước thứ hai ấy, là anh phải khai báo là mobile first, khai báo như thế nào, lát nó có lạnh, đúng không? Nào. Vấn đề thứ ba là anh phải khai báo quy ước cái vùng chứa. Đây này, một là HTML 5 doc type, tức là quy định rằng cái HTML document chính là HTML thế hệ thứ 5 thì phải có cái này. Thì cái này đối với mình bình thường, đúng không? Nào, hôm nọ giờ là mình làm ấy thì tạo ra trong Visual Studio là mặc nhiên nó đấm than doc type HTML, tức là nó muốn báo cho trình duyệt biết là mình đang xây dựng giao diện web bằng HTML thế hệ thứ 5. Cái thứ hai chính là trong cái phần head ấy, phần head là mình phải khai báo cái này để cho nó hiểu là mobile first, đúng không? Thì phải có thêm cái thẻ meta trong head nha, trong cái phần head có meta. Và cái thuộc tính name chỉ định tên là viewport, thì có cái độ rộng là bằng độ rộng của thiết bị với tỷ lệ quét là 1. Đó. Thế thì đây là nó quy ước thôi, thì mình dùng thì mình cứ gõ y chang này, hiểu thì nó dễ hiểu các bạn. Cái màn hình giao diện của điện thoại hay của thiết bị của mình ấy, thì nó gọi là viewport, đúng không? Và mặc nhiên nó quy ước cho cái trình duyệt trên thiết bị đấy là độ rộng của thiết bị hiển thị sẽ của trang web ấy, độ rộng của trang web sẽ bằng với độ rộng của thiết bị device width này. Đó. Và initial là tỷ lệ quét này. Initial scale bằng 1, tức là tỷ lệ quét là 1. Nếu đây tỷ lệ quét là 1 ấy, thì nó hiển thị sao cho thích hợp để trên điện thoại vẫn đọc tốt. Chứ còn nếu mà quy định hiển thị theo cái tỷ lệ của máy tính ấy, thì xuống cái màn hình nó nhỏ hơn, chứ có thể nó tỷ lệ nó có thu nhỏ lại thì rất khó đọc, bé, đúng không? Thì cái quy định meta name viewport này là nó chính là cái yêu cầu thứ hai, chính là anh phải quy định ưu tiên cho mobile đầu tiên. Vấn đề cuối cùng tức là anh chỉ cần gắn cái class container này, tức là Bootstrap framework định nghĩa sẵn rồi, nó sẽ xây dựng sẵn một cái class tên là container hoặc là container fruit này, container hoặc container fruit. Thì hai cái này nó có khác nhau. Nếu anh dùng là container ấy, thì nó sẽ quy định cái độ rộng và cố định. Đây là màn hình nha, giả sử đây, từ đây chỗ tôi đang vẽ chuột này, tôi đổi màu đi ha, để xóa bớt mấy cái đường này đi. Tôi lấy màu màu đỏ này. Này, giả sử màn hình máy tính nó từ đây đến đây, đúng ha, màn hình máy tính nó từ đây đến đây. Thế thì nếu mà anh dùng là container full ấy, thì cái độ ngang của màn hình này nó sẽ quy định cố định là bao nhiêu đó. Và như thế thì màn hình của anh là màn hình chính của anh là 1000 hay màn 1200 hay 1900 ấy, thì nếu mà màn hình càng lớn thì phần này là phần dư này nó sẽ càng nhiều, đúng không? Còn cái container này giả sử là 1000 ấy, đây là giả sử nha, nó thường là 900 mấy đấy ha, đây giả sử là 1000 này, 1000 chấm điểm thì nó luôn luôn chuyển thì đúng 1000 này, đúng 1000. Thế nếu mà màn hình của tôi, bề ngang của tôi, màn hình tôi tới 2000 mấy mà bây giờ thì 1000, tức là phí phạm nửa phần, một nửa cái phần độ lớn của màn hình hiển thị, đúng không? Thì trong trường hợp như thế, người ta không thích hiển thị theo cách đấy thì có thể dùng cái này, dùng cái thứ hai. Con chuột tôi đâu ta? Mắt tôi kém mức độ chuột không nhìn thấy nó đâu. Thế thì nếu như trong trường hợp mình muốn màn hình lớn thì cái vùng này nó tự động lớn, màn hình nhỏ thì cái vùng này nó tự động nó nhỏ. Thì trong trường hợp đấy người ta sẽ dùng cái class CSS tên là container fruit. Đấy, có hai cái nhá. Thì mình nhớ rất dễ, đúng không? Một là khai báo dùng HTML5, thứ hai là dùng tag meta để quy định là ưu tiên cho hiển thị đối với thiết bị di động trước, thứ ba là cái trang web của mình phải quy định đó là container hoặc container fruit. Và vừa giờ giải thích rồi, container
là cố định luôn luôn là bao nhiêu đó, ví dụ 100 à 1.000 hả, thực ra là 900 mấy tôi không nhớ lắm hả, quên rồi. À, còn nếu mà dùng container fluid thì nó hiển thị tùy, màn hình anh lớn thì tôi sẽ giãn ra để hiển thị nhiều, màn hình anh nhỏ thì tôi sẽ co lại hiển thị cho nó phù hợp. À, thì muốn dùng cái nào tùy mình ha. Như vậy tóm lại ha, tóm lại thì nó quy định này, như là một cái trang mà Bootstrap thì mình sẽ gồm những thành phần như thế nào. Đây, thứ nhất là tiêu đề của mình đây nha. Đấy. Những cái này nói như vậy để mình hiểu nha. Bây giờ mình cụ thể là vào trang web của mình sẽ sắp đặt như thế nào. Thứ nhất đây chính là cái này số 1 đấy, là phải doc type là HTML 5. Đấy, đây là số 1. Đấy. Vấn đề thứ hai ấy, là phải có khai báo này, meta viewport ha. Tôi dùng chuột tôi vẽ nó không được chuẩn nên nó ngoằn ngoèo. Cái này thứ hai này, thế này chính là mobile first, phải khai báo cái này. À, và dĩ nhiên ấy, dĩ nhiên là mình phải có ba cái này, ba cái này là ba cái thư viện, ba thư viện này để khai báo, để dùng cái thư viện Bootstrap. À, và tôi đang dùng theo cách CDN đúng không, Content Delivery Network. Đó, có ba này. Nhưng mà đây là khéo thư viện thôi nha, nhưng mà theo thứ tự này là thứ nhất là dùng HTML5, thứ hai là quy định Meta Viewport là Mobile First, và thứ ba là dùng class. Thế trong cái trang web của mình có cái class cấp cao nhất chính là container, gắn đầu cũng được, gắn vào body cũng được, hay mình tạo ra một cái div và gắn quy định cái div đấy là container cũng được. Ok ha, đấy là về cái cấu trúc ha. Vấn đề thứ hai tức là anh phải hiểu về Bootstrap grid. Grid tức là lưới đúng không? Thì cái này là một khái niệm rất hay, nó đưa ra quan điểm nó chia ra, nó chia về một cái đơn vị cơ sở đúng không, và việc chia thành cái đơn vị nhỏ ấy. Đơn vị đây không phải là đơn vị pixel hay là gì gì đâu ha, mà nó xem như cái màn hình của mình ấy, được tạo nên bởi nhiều cái đơn vị nhỏ. Nếu mà đơn vị nhỏ là chấm bằng chấm điểm, tính bằng chấm điểm hay tính bằng cm nhưng mình vẫn biết ấy, thì nó đơn vị nó quá lớn, quá nhiều, khó kiểm soát, cho nên nó chia ra thành nhiều diện tích, cho mình nhìn thấy cái minh họa trong cái khung này nào, nó chia thành nhiều cái vùng nhỏ, tôi xem như là những đơn vị. Thế thì đối với thiết bị nhỏ chỉ cần một đơn vị là hiển thị vừa đủ đúng không, đối với thiết bị mà lớn hơn một chút thì có thể dùng hai đơn vị là hiển thị vừa đủ, hay là dùng ba đơn vị là hiển thị vừa đủ đấy, hay là bốn đơn vị thì dùng hiển thị vừa đủ đúng không. Tức là giờ nó đưa ra một cái tiêu chuẩn rất hay, là nó đưa ra một cái cách xem đó như là việc căn xem đó như là cái tiêu chuẩn để ước tính cho việc hiển thị trên các loại thiết bị. Và nếu như đưa ra cơ sở tính toán đấy ấy, mà nó có thể dùng chung cho tất cả các loại thiết bị ấy, tức là nó phù hợp với tất cả các loại thiết bị, thì xem như cái việc tính toán nó thành công. Mà nếu tính toán nó thành công ấy, thì anh quy định hiển thị rất dễ. Đó. Trên là chỗ này mình muốn làm cái ví dụ như lúc nãy yêu cầu tôi là làm cái ví dụ để cho nó dễ hình dung ấy ha. Thì mình phải hiểu khái niệm về grid. Grid như vậy bản chất của grid là chia lưới này, chia màn hình ra làm nhiều phần nhỏ. Đó. Thế thì ở đây nó nói nè, Bootstrap grid system tức là cái hệ thống phân chia để tạo thành một cái lưới, các cái vùng nho nhỏ, vùng được xem là những cái đơn vị nhỏ trên màn hình ấy, nó được chia, nó sẽ quy ước là màn hình của mình xem như là có 12 cột. Đó. Màn hình của mọi người nhìn vào màn hình máy tính của mình ấy, ha, thì mình thấy tưởng tượng là à cái màn hình này sẽ chia là 12 phần, nó gọi là 12 column, 12 phần theo chiều ngang màn hình đây này, across the page đây này. Đó. Thế thì đây là màn hình nhá, giả sử đây là màn hình này, màn hình đây, màn hình của tôi xuyên suốt từ đây qua đây, nó là đi đường thẳng nhá, tại tôi vẽ thẳng cũng được ấy, ha. Đấy, nguyên cái màn hình của mình giả sử tối đa đây thì nó sẽ chia là 12 phần bằng nhau, chia màn hình là 12 phần bằng nhau, xem đó là tiêu chuẩn đúng không, độ phân giải màn hình là 2000 ví dụ vậy, thì nó chia thành 12 phần bằng nhau. Màn hình chỉ có 1200 thôi thì nó chia thành 12 phần bằng nhau, tức là xem như là chia theo tỷ lệ tương với màn hình đấy, chia là 12 phần và 12 phần đấy là bằng nhau, mỗi một phần như vậy gọi là một span. Đó. Như vậy nên nếu như chia như thế thì cái cách mà để tương tác giữa các loại thiết bị ấy, thì cái thằng grid system này này nó sẽ tự động, nó chia tự động
Chia tự động trên từng cái kích thước của màn hình mà nó không hề phụ thuộc lẫn nhau, đúng không? Không phụ thuộc vào cái chuẩn chuẩn chung ấy, mà phụ thuộc vào kích thước của một cái màn hình để nó chia, để nó làm. Đã đưa ra quan điểm này, đây là một quan điểm rất hay nha. Và mọi người thử suy nghĩ cho bữa sau trả lời tôi tại sao là 12 mà không phải là chia 10, đúng không? Nó hay chỗ này nè. Tại sao lại là 12 mà không phải là 10, mà tại sao lại là 20 mà không phải là 16 mà lại chia 12? Đó, cái điều này rất hay các bạn. Thì bây giờ mình cứ quy ước nha, chia là 12. Như vậy nếu như anh muốn một cái vùng, chỗ này nhớ này, tập trung nào. Nếu như anh muốn mà dữ liệu của anh hiển thị xuyên suốt kín cái màn hình ấy, thì lúc đấy anh chỉ việc anh quy định cái thì mình gọi đấy là một cái span 12, đúng không? Nếu như anh muốn màn hình của anh chia ra làm hai phần bằng nhau thì màn hình của anh là 12 phần, đúng không? Thì mỗi phần của anh sẽ là được gọi là 6, 6 span nha, 6. Nếu như anh chia màn hình làm hai vùng, mà một vùng bên trái, một vùng bằng một nửa vùng còn lại thì lấy 4, nó sẽ span 4, và cái này chính là span 8, đúng không? Nếu như màn hình của anh chia là span 4 ha, thì màn hình của anh sẽ chia làm 3 phần, 3 phần. Mỗi một phần là tương ứng với 4 cột. À, lúc nãy chia 12 đấy ha, mỗi phần là sẽ tương ứng với 4 cột. Tương tự như vậy, đúng không? Thế thì cái việc mà nó quy định ra cái lưới với cơ sở là 12 phần phụ thuộc vào cái thiết bị đó, mà nó dẫn đến là việc phân chia ha. Phân chia nó căn cứ dựa vào các cái phần nhỏ để tạo ra một cái khung hiển thị theo như mong đợi. Nào, thì mình nhớ cái khái niệm này nha. Đây đây là cái ý nghĩa của cái grid system. Grid system. Nhớ cái đấy ha, nhớ nha. Đấy, nãy giờ mình học cần nhất là mình hiểu, và nếu nhớ thì nhớ cái vừa giờ. À, dễ nhớ mà, màn hình thì nó quy ước màn hình chia làm 12 phần và phụ thuộc theo cái thiết bị mà mình truy cập. Và cơ sở được lấy được xác định là màn hình là của máy tính để bàn, máy tính xách tay đấy ha, máy tính để bàn là máy tính xách tay là tương đương. Nhưng mà ưu tiên thì điện thoại, đúng ha. Và mỗi một cái màn hình thì chia là 12 phần, nhớ nha, chia là 12 phần, nhớ cho tôi cái đó. Cái khái niệm thứ hai phải nhớ nè, cái này bắt buộc phụ thuộc. Thế thì trong lúc nãy mình nói Bootstrap là một bộ thư viện ha, các cái mã CSS, mã JavaScript nó quy định sẵn này mà mình chỉ dùng thôi. Vậy thì làm sao mà mình nhớ để mình dùng? Trong đấy nó có hàng hàng ngàn cái class khác nhau, làm sao mình thuộc? À, nó có quy ước, nó có nguyên tắc, cho nên mình cái nguyên tắc này mình phải nhớ để mình dùng. Thứ nhất, đối với những cái class CSS mà chuyên dùng để định dạng để hỗ trợ cho việc hiển thị trên thiết bị di động, điện thoại smartphone này, thì nó sẽ thiết bị nhỏ thì nó sẽ dùng cái class đấy có tiền tố là XS. Ok ha, XS. Nếu như mà dành để hiển thị cho cái thiết bị nhỏ, cái này được xem như là extra small, tức là siêu nhỏ, đúng không? Còn đằng này là hiển thị nhỏ, thiết bị nhỏ thì là máy tính bảng thì nhỏ, máy laptop mới gọi là nhỏ, đúng không? Thì nó dùng cái từ tiền tố, cái từ cái tên tên của class nó sẽ có chữ SM. SM ha. À, đối với những thiết bị để chạy bình thường như là máy tính laptop của mình ấy, thì nó gọi là trung bình, cái này là medium, tức là MD. Và đối với những cái máy tính cỡ lớn ha, thì nó sẽ dùng tiền tố của cái class CSS đấy là LG. LG đó. Thì cái này mình nhớ đúng không? Và đây nó định nghĩa, nó có quy ước định nghĩa rõ ràng những cái nào được xem là nhỏ, tức là những thằng nào kích thước màn hình ấy nhỏ hơn 768 chấm điểm theo chiều rộng thì nó gọi là nhỏ. Những thằng nào mà lớn hơn 768, đúng không? Dĩ nhiên là nhỏ hơn ngàn nha. Thế nó gọi là lớn hơn hoặc bằng với 768. Thế thường cái này là máy tính bảng thì nó gọi là thằng kia là siêu nhỏ, thằng này là nhỏ, đúng không? Thằng này là nhỏ. Thế còn những thằng mà lớn hơn 992 ha, thì nó gọi là máy tính ha, máy tính nhưng mà cũng gọi là vừa vừa này, thì nó gọi là small laptop. Hay còn nếu mà có màn hình rộng hơn 1200 ấy, thì nó gọi là màn hình rộng, wide, sự màn hình rộng. Đó thì mình nhớ bốn chữ nha: XS, SM, MD và LG. Mình nhớ để làm gì? Để khi mà mình
mình muốn gắn cái class vào ấy, muốn chỉ định là cái đấy là ưu tiên để hiển thị cho di động hay hiển thị cho ưu tiên hiển thị cho máy tính bảng hay là ưu tiên hiển thị cho laptop ấy, thì mình biết cách mình gõ cái tên mình gọi đúng không? Cái này phải thuộc. Đấy, có bốn cái thì không thể nói là không thuộc được đúng không? Đây là một ví dụ. Này, đây bây giờ ví dụ nào. Nếu như vậy thì anh phân chia vùng thì anh đã biết về cấu trúc rồi, chia vùng thì anh dùng div. Ok ha. Anh muốn gắn class thì ở đây nếu phân chia theo chiều dọc nguyên một khu vực, đây là một khu vực hiển thị độc lập với những khu vực khác thì cái div đấy anh sẽ dùng cái class tên là row. À, cái này dễ thuộc đúng không? Đây xem như một phần cắt ngang màn hình là một row, một dòng. Ok. Như vậy nếu như anh có bao nhiêu vùng cắt theo chiều ngang ấy, thì bấy nhiêu row. À, trên chỗ này mình thấy có deep class row, deep class row làm bao nhiêu cũng được nha, tùy mình. Thì theo ý đồ mình muốn áp dụng là bao nhiêu cái row. Vậy trong cái dòng đấy thì anh muốn cắt theo chiều dọc ấy, thì anh sẽ xây dựng một cái deep deep ha, và anh gắn cái CSS class của Bootstrap ấy. Thì nó có ba cái tham số. Thứ nhất là anh luôn luôn bắt đầu bằng chữ col, col chính là col column mấy đấy, đúng không? Chỗ này sẽ tham số thứ hai nè, và đây là tham số thứ ba đúng không? Tham số thứ hai và tham số thứ ba nãy mình nói đấy, thì chỗ này liên quan đến cái thằng nãy mà mình tính đấy, cái là cú pháp nha, nó ba tham số thì cái tiền tố luôn là col nè, col nè, anh chia cột thì là col đó. Còn cái tham số này là tham số thứ hai mà lúc nãy tôi nói mình phải thuộc đấy, và này tham số thứ ba cũng là cái nãy nói phải thuộc luôn. À, mình gắn cái gì, gắn cái gì đấy, thì nó quy định nào. Đầu tiên ấy, chia cái trang web của mình ra nhiều phần nó chiều dọc để tạm gọi mỗi một cái phần như thế là một row, thì lúc đấy dùng CSS là các là row nào đó. À, cái thành phần thứ hai này là tên của cái class dành cho MD, XS hay là LG hay là SM đúng không? Và cái thành phần cuối cùng này, thành phần cuối cùng này luôn luôn là một cái giá trị số để chỉ ra rằng cái cột đấy của anh sẽ chiếm bao nhiêu đơn vị theo cái tỷ lệ chia màn hình trên thiết bị đó. Mà hồi nãy mình nói là màn hình chia là 12 phần đúng không? Đấy, từ 1 đến 12. Như vậy đây nó nói là cái tham số này nè, tham số này suốt always, tức là luôn luôn phải thêm vào một cái số trong giới hạn trong phạm vi từ nhiều nhất là 12 thôi, đúng không? Trên mỗi một dòng. Nhỏ nhất là 1 đúng không? Đặt còn không thì nó mới hiểu rồi. 1 cho đến 12. Đây là một ví dụ, đây là ví dụ nào? Giả sử ha. Đó. Tôi muốn chia màn hình ra làm 3 phần bằng nhau. Thế nên mình thấy 3 phần bằng nhau thì 12 chia cho 3 bằng 4 đúng không? Cho nên cái tham cái số cuối cùng của mình. Cột thứ nhất là 4, cột thứ hai 4, cột thứ ba 4. Tổng 3 này ra 12. Thấy hay không? Đó. Và đây là cái mà tôi ưu tiên, trên này nó có nói là ưu tiên cho thiết bị màn hình máy tính ở kích thước nhỏ, ví dụ như là máy tính bảng đúng không? Đó, thì trong trường hợp này thì tôi sẽ dùng CSS là SM. Đấy, cái định dạng này tôi đang ưu tiên cho máy tính bảng này, thì cái CSS class của nó là col SM4. Bởi vì sao? Tôi muốn chia màn hình ra làm 3 phần, mà mình biết là tối đa của màn hình là 12 cột đúng không? Như vậy mỗi phần nó sẽ là 12 chia 3 chính là 4. Dễ tính lắm, rất dễ tính ha. Cái hay tôi thấy nó, cái thằng này nó nghĩ được cái vụ mà chia ra làm 12 phần rất là hay, rất là độc đáo ha. Đó, thì khi chạy trên màn hình nó sẽ chia thành 4 4 vùng như này. Đây là về mô tả, vùng thứ nhất. Đây là vùng thứ hai. Đó, 4 vùng này bằng nhau. Cái dựa về cái nguyên lý của grid system là sẽ chia được ra. Và mình gắn rất dễ, cho nên nó rất nhiều class nha, nhưng mà mình dễ nhớ lắm ha, dễ nhớ và dễ dùng, nhớ hiểu nguyên tắc là sẽ dùng được. Ví dụ trường hợp thứ hai, tôi muốn chia ra màn hình ra làm hai cột. Đã, thường thường mình lên mấy cái trang mà dạy học hay là mấy cái trang về blog đó, ha, giới thiệu thì nó hay chia màn hình là làm hai phần mà mình lệch nhau, bên trái nhỏ bên phải lớn hoặc bên trái lớn bên phải nhỏ, tức là hai phần lệch nhau để tạo ra cái sự ấn tượng. Và nó muốn rằng là cái phần lớn ấy thì gấp đôi phần nhỏ. Thế thì cái cách chia này là lúc này mình chỉ cần tạo ra hai cái div ha, đặt tên là class, gọi cái tên class là col SM đúng không? Col SM và 4 là cột thứ nhất. Thì cột còn lại đương nhiên 12 chia 4 nó bằng 8, 8 gấp đôi 4 đúng không? Đấy chia là hai cột bên trái nhỏ bên phải lớn. Ổn ha. Trái bằng một nửa cái bên phải.
Được ha, cái chỗ bây giờ rất là quan trọng. Những phần phụ khác, đấy là phần chính là xong rồi đó, đúng không? Phần xong rồi. À, cái vấn đề thứ hai, tức là trên trang web ấy thì nếu mà chữ không ấy thì nó nhức mắt, nó không đẹp, rồi nó gây nặng nề trong cái về cái vấn đề thị giác. Thế thường người ta hay dùng hình, mà ngày xưa muốn đưa hình lên thì phải ngồi vẽ, đúng không? Và cuối cùng vẽ thì mỗi ông vẽ một kiểu, đúng không? Ví dụ như ông này ông cho rằng ngoài xin ông cho rằng biểu tượng này là biểu tượng con mắt, nhưng ông khác thì ông cho rằng cái đấy phải gọi là biểu tượng, đấy là biểu tượng cái lỗ mũi mới hợp lý. Ví dụ vậy, là đây mình là ví dụ rồi ha. Thế thì trong Bootstrap nó cũng đưa ra tiêu chuẩn, nó định nghĩa lên một cái bộ bộ icon, bộ icon nào? Đây này, bộ này là bộ icon, đúng không? Nó ghép bởi hai chữ nha, đây là chữ icon, tức là có các cái biểu tượng. Và cái bộ icon này nó tên là Glyph Icon. Là trong Bootstrap nó đưa ra một cái bộ Glyph Icon. Thì nó làm như thế nó có cái hay nè. Thứ nhất ấy, là các cái phông thuộc lại Glyph Icon ấy, nó là tồn tại ra phông chữ trên các cái hình mà mình dùng để làm biểu tượng. Bản chất nó chỉ là ký tự, mà nếu là ký tự thì dung lượng rất nhỏ. Nếu dung lượng nhỏ thì tốc độ nó truyền đến Internet sẽ nhanh hơn. Ví dụ một cái biểu tượng như thế thì tương đương với hai byte chẳng hạn, hai byte thì nhỏ đúng không? Nhưng mình cũng vẽ ra một cái hình như thế, mình lưu dưới dạng một cái bức hình ấy, thì dung lượng của nó nhỏ nhất cũng phải vài kilobyte. Mà mình biết 1 kilobyte là 1024, giả sử là 2 kilobyte đi, ít có hình nào mà 2 kilo mà có thể vài chục kilobyte hoặc là vài trăm kilobyte không chừng. Thì mình thấy cũng cùng là một cái biểu tượng, anh dùng dưới dạng phông chữ nó chỉ có 2 byte, còn thằng kia là dùng dưới dạng cái hình, nó lưu lại dưới dạng một cái hình có màu sắc này, nó tốn 2 kilobyte. 2 kilobyte cũng là rất nhỏ đúng không? Thế nhưng mà nó cũng gấp cả 100 lần ha, cả 1000 lần cái kích thước, cái dung lượng khi mà cần truyền tải trên Internet đối với một cái ký tự. Đó. Cho nên nếu dùng Glyph Icon ấy, thứ nhất nó có mấy cái lợi thế. Thứ nhất là hình ấy, là nó có tiêu chuẩn, tức là cái biểu tượng của cái hình là lá thư hay cái điện thoại, là nếu dùng thì thằng nào dùng nó cũng ra cái hình đó. Và cuối cùng thì giúp cho mọi người, người ta sẽ có thói quen nhận dạng thông tin nó dễ hơn, nhận dạng biểu tượng dễ hơn. Cái thứ hai ưu điểm rất tốt đấy chính là gì? Cái tốc độ truyền nạp dữ liệu trong qua Bootstrap sẽ rất nhanh. Đó. Thế cũng giải quyết được vấn đề của anh mà nó có cái sự chuẩn chuẩn hóa ha, chuẩn hóa về quan điểm khi nhận dạng cái hình ảnh biểu tượng. Thứ hai nữa là nhanh nữa. Có tưởng tượng một cái hình như thế mà khi đưa lên trình duyệt nó chỉ cần truyền đi 2 byte thôi, thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều lần so với thằng truyền 2000 byte. Là mình tính theo đơn vị của con người cho dễ nhầm, chứ còn 1 kilobyte thì bằng 1024 byte đúng không? Để mình tính theo ngàn cho dễ nhầm. Thế thì rõ ràng nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đó. Thì cái chỗ này mình biết, cái này mình tra cứu rồi, cái này mình hiểu rồi. Còn tra cứu thì dễ đúng không? Đó. Ví dụ muốn lựa cái hình, muốn dùng hình icon là nào? Trong này thì nó giới thiệu ấy, là có khoảng 260 cái biểu tượng dựa trên cái phông Glyph Icon này, và được cung cấp bởi cái thằng này nó cung cấp này, chứ không? Và nó cho phép dùng Glyph Icon ấy để sử dụng dưới dạng văn chữ ha, in text ha. Có thể dùng trong các cái nút nhấn của mình cũng được, tức là mấy cái nút mà mình làm trên mấy cái trang thu thập thông tin của Google hay Yahoo Mail này nọ đó, mà mình nhìn thấy hình con mắt hay hình cái chìa khóa, là lúc trước mình hỏi làm cái hình đấy như nào. Thực ra nó không phải là hình nhỉ, lúc đấy tôi không nói ha, tại vì nói mình sẽ hoang mang, mà thực ra nó chỉ là chữ thôi. Đấy, nó chữ mà nó hiển thị được hình cho tốc độ nó chạy rất là nhanh đúng không, và nó phù hợp. Thì Glyph Icon có thể được dùng trong văn bản, trong nút nhấn, trên thanh công cụ, thanh điều hướng là tên menu ấy ha, hay là form vân vân. Đó. Ví dụ như trong trường hợp này, để hiển thị một cái trong một cái trang mà thể hiện cái thông tin tin làm thì người ta dùng cái biểu tượng này, lá thư này, thấy không? Cái hình này mà mọi người mà ngồi vẽ mà xuất ra dưới dạng hình có kích thước bằng này, chỉ cần màu đen trắng thôi nha, thì dung lượng nó bèo bèo cũng phải cả ngàn ngàn bài đấy, ha. Nhưng đây nó chỉ lưu dưới dạng phông chữ có chừng có 2 bài, chạy rất nhanh, ổn ha. Hình máy in à, đấy, hình máy in nó có sẵn luôn, sẵn luôn. Hình tìm kiếm, cái biểu tượng này chắc mọi người nhìn vô đều quen đúng không? Nó rất hay dùng. Mình hay nhìn thấy cái này và mình biết nó là cái, nhìn vào mà biết được nó là biểu tượng tìm kiếm, tức là gì, nó đã có chuẩn hóa rồi, mọi người nhìn vô là hiểu, bấm vào đấy là sẽ tìm được đúng không? Đấy, cái chuẩn hóa nó có cái lợi hại trong việc sử dụng như vậy.
hay là download thì mình thấy có cái mũi tên chỉ xuống, nếu mà vô một cái site nào mình nhìn thấy có biểu tượng này là mình biết bấm vào thì nó sẽ tải về, đúng không? Đó. Thì đầy đủ thì mình nhớ bấm vào cái link này nha, trong cái bài giảng tôi gửi cho mọi người ấy, thì tôi giới thiệu thông qua W3 School, trên này là nó đưa đầy đủ. Đây là một số cái biểu tượng thuộc cái loại là glyph icon, thấy nhiều không? Có nhiều lắm nha, đây tôi mới chụp vài cái để mô tả. À, những cái hay là biểu tượng cho đồ thị này, nhóm người này, chìa khóa này, bộ phát sóng này, vân vân, có nhiều lắm, có rất nhiều, 260 cái lận mà tìm vô để dùng. Và nhìn biểu tượng thì nhiều khi đẹp hơn là hình vẽ, đúng không? Đó. Thì nó rất tiện đấy. Ngày xưa những cái năm nhiều năm trước, người ta mà muốn đưa biểu tượng lên thì thuê họa sĩ vẽ, mà các bạn tưởng tượng là mỗi một cái site hay một cái ứng dụng lại phải thuê họa sĩ vẽ, tiền không ít, đúng không? Chi phí vật chất là không ít nha. Mà làm xong thì dung lượng nó còn lớn nữa, làm đẹp hay là màu sắc dung lượng nó lớn, chạy chậm hơn người ta, tốn tiền hơn người ta, chạy chậm hơn người ta, cuối cùng nói túm lại là dở hơn người ta, đúng không? Đó, glyph phải cần là cho phép mình gắn biểu tượng. Thì cái này nếu mình muốn dùng cái nào mình tra thì mình lấy tên của nó mình gắn vào cái trang của mình thôi, đơn giản rất nhiều ha. Đây cũng là một số cái tôi lấy một vài cái tôi minh họa, đúng không? Đó. Ok ha, glyph icon. Vậy thì làm sao để dùng cái glyph icon này? Rất đơn giản. Đây. Ví dụ đối với cái nút này, button này. À, tôi muốn thấy cái biểu tượng icon là tìm kiếm, thì lúc này mình nó phải dùng hai cái class nha. Trong cái Bootstrap nó có hai cái class, cái này phải thuộc. Thứ nhất là có class tên là glyph icon. Mục đích của cái class này là gì? Để nó nạp được cái phông chữ để hiển thị cái ký tự dưới dạng cái biểu tượng, đúng không? Nào. Thế sau đó là dùng cái glyph icon gạch ngang sở. Cho nên nếu mà mình thuộc, mình biết tiếng Anh ấy, người nào khá tiếng Anh ấy, thì những cái này chả cần nhớ, mình có thể mình tưởng tượng, mình suy đoán, mình gõ được luôn, đúng không? Thứ nhất glyph icon là phải thuộc. Thế còn muốn cái chữ ấy thì chỗ này chỉ cần có chữ là letter, đúng không? Thì glyph icon letter là nó sẽ hiển thị cái hình cái bi thư. Đó. Hay là mình muốn hiển thị cái bàn tay ấy, glyph icon hand, ví dụ vậy đó, mình gắn vào là nó hiện. Đó. Cái nguyên tắc là như vậy ha. Như vậy thì làm sao phải gắn cái class này, thì anh phải có cái span, cho mình thấy mình tạo chỗ này nó tạo ra cái span này, không chứa gì hết nhưng mà nó gắn cái này để mục đích là nó hiển thị cái biểu tượng nó lên. Đó, đơn giản vậy đó. Hoặc ví dụ trường hợp này muốn hiển thị cái máy in ấy, thì nó sẽ dùng hai cái class này, class thứ nhất là glyph icon, cái class thứ hai là glyph icon print, là nó hiển thị cái máy in lên, đúng không? Còn những cái khác là chả có gì để nói, đúng không? Chẳng qua nó chỉ tắt p thì hiển thị cái dòng chữ để minh họa, cái này hiển thị nút thôi. Đây mình trong cái nút này mình muốn hiển thị cái này, thế thì kết quả nó hiển thị như nào thì mình thấy trên màn hình này đấy. Cái phần mã vừa giờ đó, mã vừa giờ là cũng không phải do tôi gõ đâu, tôi chép ở trên W3 School này hả? Trên W3 School nó mô tả. Ủa sao tôi bấm cái này để tắt đi, bấm được là đây muốn hiển thị cái envelope này, envelope ha, muốn hiển thị cái icon nhật linh đây, trên này đằng trước này có dùng này, thấy không? Này envelope này, sạc này, đúng không? Icon sạc. Ở đây cái nút của mình này, đây là cái nút này, có cái kiếng lúp ha, đó nó gắn cái glyph icon là cái span chứa trong cái nút, hiển thị như này luôn. Từ cái nút có hình cái máy in ấy, thì bấm đặt cái button đây này, quay trở lại đây nha, thấy không? Ở đây chính là mình dùng cái tag A, rồi bên trong này dùng cái span chứa cái print, rồi bên này mình thấy nó hiển thị hình cái máy in, rất đơn giản, đúng không? Chỉ việc cắm thôi. Đó chính là framework đó, xây dựng sẵn các thư viện. Bây giờ anh chỉ cần hiểu anh gắn vào thôi, cũng giống như anh xây nhà, tôi làm sẵn cột kèo xà mái này nọ, anh chỉ mang về anh lắp ráp là xong. Cái quan điểm của framework là như vậy, rất đơn giản. Vấn đề thứ ba, nãy giờ nói đến cấu trúc của một trang, nói cách khai báo về dùng thư viện, nói đến các cái thành phần chính ba bước HTML5 document, rồi khai báo ưu tiên hiển thị thiết bị, rồi phải có cái class container, đúng không? Rồi phải hiểu được cái rich setup, đúng không? Và cái quy ước để có thể chỉ ra cái tên của cái class CSS muốn dùng,
dựa trên call rồi XS hay MD hay là LG, rồi đằng sau là cái số dựa trên cái nguyên lý của Crystal là chia là 12 cột, đúng không? Những cái đấy rất là đơn giản, rất dễ. Thế thì bây giờ ngoài ra thì có icon thì cũng đơn giản rồi ha. Thì bây giờ để nói đến vấn đề cấu trúc, vậy thì cái trang web của mình, cái cấu trúc mình sẽ dùng như thế nào trong Bootstrap? Đó, HTML element Bootstrap. Thì những cái này mình nhớ, mình cứ thế mình dùng ha, mình áp dụng rất đơn giản, rất dễ. Thế thì đây nó nói nào, thứ nhất Bootstrap mà dùng đối với trường hợp mà anh mô tả văn bản typography, text typography, thì như mình biết rằng là ở trong Bootstrap nó vẫn áp dụng, nó vẫn sử dụng lại những cái phần mà ngày trước đây mình dùng tag, những cái tag để trình bày tiêu đề, ví dụ như H1 đến H5, H6 gì đó, đúng không? Thì đây mặc nhiên nó nói rằng đối với chữ, mặc nhiên phông của nó, chữ định nghĩa mặc nhiên mình không quy định gì, tất cả các phông đều có kích thước là 14 chấm điểm. Với chiều cao của một dòng là 1.4428. Đúng không? Đó. Và phần lớn những cái định dạng quy ước này nó áp dụng cho tất cả những tag nào là tag P trên cái body của cái trang web. Đó. Rồi để mô tả tiêu đề thì nó cho phép mình dùng tiêu đề giống bình thường thôi, tức là các anh cứ dùng tích đều tiêu đề H1, H2, H3 thì trong này nó tự động luôn. H1 thì nó sẽ định dạng với size là 36, H2 thì nó size là 30, H3 là 24, tức là từ cái kích thước này sang kích thước kia là cộng trừ 6 chấm điểm. Ok ha, nhỏ nhất là H6, size nhỏ nhất là 12. Dưới này thì nó tăng, không phải tăng 6 nữa mà tăng 2, đúng không? 2 rồi đến 4 rồi. 4 này ha. Rồi đến 6 này, đúng không? Đại loại như vậy. Đấy, chi tiết của cái này thì mình nhớ mình coi trong cái link này. Để nói chung cũng dễ lắm, mình cứ dùng những cái tắc mà mình đã học bình thường, những cái tắc tiêu chuẩn là tự động nó hiểu. Thế còn đây là nó giới thiệu để mình biết là nó dựa cơ sở nhỏ nhất là 12, lớn nhất là 36. Đúng không? Và ngoài ra thì anh muốn nhấn mạnh ha, muốn làm đẹp đoạn văn ấy, thì anh phải thuộc. Ví dụ như anh muốn thì mấy cái này mình coi, mình tra cứu, mình dùng thôi. Mình muốn chữ là, đấy là chữ nhỏ, đoạn văn cái phần này chữ nó nhỏ lại thì dùng small, dùng cái class small. Vậy ở đây nó thay vì trước đây mình học là phức tạp nha, nhưng bây giờ mình sang cái dễ, đúng không? Tôi chọn giải pháp dạy cho mọi người làm khó trước, đúng không? Dạy khó trước, khi mà xong rồi thì bây giờ học cái dễ. Thì đương nhiên đang từ cái khó sang cái dễ mình sẽ dùng. Còn ngày hôm nay mà mình cảm thấy vẫn chưa tự tin lắm, biết vì sao, mình chưa thực hành, mình chưa tin. Thực ra tôi nói là dễ mà, rất dễ, đơn giản. Cho nên nếu như mà mình không biết gì về những cái mà học từ đầu đến giờ, dạy cho làm Bootstrap cũng có thể dạy trong 1-2 buổi là mình có thể làm được, đúng không? Nhưng mà làm được mà nếu sự cố thì không thể chữa được. Rồi muốn thay đổi thì không thay đổi được. Cho nên cái cách, cái bản chất chỗ này mình học, mình làm những cái khó trước. Bây giờ mình sang đây mình dùng này nó dễ hơn nha. Thì các cái tag này mình về cái class này mình tự coi nha. Ví dụ mình muốn cái đoạn văn đấy mà canh trái thì mình gắn cái CS class là tên là text left, tức là tự động canh trái. Mình chả cần phải biết là text alignment gì, margin padding, không cần biết cóc nhái gì hết, là chỉ cần gắn text left tự động nó canh trái cho mình. Đó. Cái muốn canh giữa dễ đúng không? Nhìn vô đoán được center right, canh đều hai bên, đại loại như vậy. Rồi không cho phép chữ rớt xuống là no grab, grab tức là rớt ha. Không được đối chứa rớt, đây là no wrap và không được rớt. Rồi mình muốn cái chữ đấy nó là chữ thường thì cần text lower. Thay vì trước đây mình phải biết là phải chọn thuộc tính text transform để chỉ định là lower hay là upper, thì trong này nó có cái class luôn này, anh chỉ cần gắn này, gõ gắn. Và những cái idea mà nó hỗ trợ tốt ấy là mình có trên, trong quá trình mình soạn thảo cho web, mình chấm một cái là nó sẽ hiện những cái class đó để mình chấm, mình chọn. Hoặc ví dụ chữ hoa đầu từ ha, chữ hoa đầu từ thì capitalize cái này, hoa đầu từ. Rồi những cái danh sách mà mình muốn, hôm trước mình phải list đúng không? Đây list unstyle để mình chỉ. Cái này áp dụng đối với thằng UL hoặc OL. Đúng không? Đó. Thì những cái phần mà liên quan văn bản này mình coi trong cái link này nha, tra cứu vào cái link này. Trường hợp tình huống thứ hai thì phần thứ hai mà hay dùng hình ảnh, đúng không? Tôi muốn hình thì trong này đưa ra ba cái class này, nó không làm nhiều đó, chỉ làm ba cái mà hay dùng, tức là trong này nó lưu, nó định nghĩa sẵn những cái mà hay dùng nhất, hay dùng nhất, đúng không? Đó. Thế thì cái thành phần thứ hai chính là hình ảnh, image. Thì đối với hình ảnh thì nó chỉ ba cái class này. Nếu anh muốn các cái hình của anh nó tự động lớn góc
thì anh chỉ cần img cắn cái class này, img gạch ngang đao đực cái đó anh muốn nó thành hình oval hình tròn đây, là thì anh chỉ cần anh tạo ra cái tag image và anh gắn cái class tên là img circle. Nếu như anh dùng nó có cái đường viền cái dạng hình như này, người ta hay gọi tiếng Anh nó gọi là thumbnail, đúng không, là dạng mà hiển thị thu nhỏ ha, thì anh dùng cái class tên là img thumbnail. Đơn giản đây là cái ví dụ này. Ở trên này ba cái hình này tôi cũng chụp từ W3 spoon này, tôi cũng trả lại lười đúng không, nó cũng dễ quá, chả cái gì phải làm, chép cái đó mình nói là được ha, mình hiểu là mình dùng rồi. Cái class này mình gắn vào, mình gắn vào là img rồi gạch ngang circle. Đấy là thành phần đối với hình nhỉ. Thành phần thứ ba là đối với list, đối với hình sách thì nó cho phép mình dùng cái class tên là list group, tiền tố là grid là list. Thế thì cái mà UL là một nhóm các cái mục chọn. Ví dụ trên này mình có 3 mục chọn này, như đây là một nhóm 3 mục chọn. Mình muốn nó kẻ đóng khung cho nó đẹp như một cái danh sách hiển thị theo chiều dọc. Thì lúc này tôi dùng cái list group ha, để giới hạn cái phạm vi, cái thằng lớn nhất để chứa chính là UL. Thì mỗi một phần tử chính là list group item, mỗi phần tử chính là item thì list group item gắn vào nó ra. Mình thấy không? Mình gắn vô cái là nó ra này luôn. Trong khi nếu mà bảo mình ngồi định dạng cái này chắc cả tiếng đồng hồ đúng không? Nếu mà mình không có kinh nghiệm ha, mà mình không có siêu đẳng để làm cái đấy không định dạng mất cả tiếng đồng hồ. Nếu mình không giỏi thậm chí có thể không làm được, đúng không? Có một thành phần ấy, nó bấm vào cái menu sổ xuống thì nó gọi là drop down này, nó gọi là drop down đúng không? Thì drop down này ấy, đây chính là một minh họa của drop down này. Thì nó quy ước ha, mình muốn làm drop down thì cái tắc lớn nhất nó phải làm dưới dạng một cái phải gắn cái class tên là drop down. Và khi bấm thì nó lõm xuống đúng không, để nó có thể nó sổ. Thì lúc này phải quy định cái gắn cái class thứ hai là drop down tung ổn. Và trong cái phần thuộc tính dữ liệu định nghĩa một cái thuộc tính tên là data tung ổn, đây là thuộc tính mà nó quy ước ha, thì mình sẽ gắn giá trị là drop down. Thế rồi cái menu ha, cái menu đấy thì thường thường nó có nhiều mục này, một mục này, hai mục, ba mục, bốn mục. Làm menu giống như Khánh làm thì đây nó đơn giản, gắn class là nó ra rồi, giá đẹp luôn đấy ha. Thì trong trường hợp này thì mình gắn vào UL thôi, chứa nguyên đám này, chứa nguyên cái này tức là phải một UL đúng không, một UL. Vậy thì cái thằng UL để chứa bốn cái phần tử này, mình sẽ gắn cái class sẽ drop down menu. Nó quy ước mình tra cứu mình làm ha, nếu mình quên thì mình tra. Và cái link để hướng dẫn làm drop down này trên W3 School để chỉ chính là drop down. Cái phần mã đúng không, đấy mã nó viết đơn giản không? Thứ nhất là anh giới hạn cái phạm muốn làm cái bây giờ làm cái này này, làm nguyên này, này. Thì mã nó có chút xíu này. Thứ nhất anh làm cái div tên là drop down. Nó theo cái hướng dẫn bên kia thì cái thằng cấp cao nhất phải là drop down. Ở bên trong đấy để có cái drop down explorer này, này. Đúng không? Thì người ta dùng cái button, button bên đây. Gắn cái button thì phải gắn cái class tên là btn. Lát mình nói lên button thì gắn cái class gì đúng không? Gắn các class tên là btn. Để muốn ra cái màu này thì phải dùng cái btn primary. Thì lúc nãy mình nói là cái thành phần thứ hai nằm trong drop down này nó phải có cái drop down toggle chính là này. Đó. Drop down toggle ha, để bấm này nó mở, đấm nó đóng nha. Đó, nó hay cho đó. Và trong đó thì có cái thuộc tính là data toggle này bằng drop down. Đó. Thế còn cái chữ trong này mình gõ thì mình gõ bình thường là drop down example. Và cái chỗ mà có cái hình mũi tên này này là bên biểu tượng của cliff icon ấy, thì mình làm cái span gắn vào caret. Cái vật lấy tam giác mà chỉ cái đáy dưới, cái đỉnh dưới. Thế rồi lúc nãy mình nói là cái UL để chứa danh mục các mục chọn gồm có HTML, CSS, JavaScript và About Us. Thì chỗ này mình phải gắn cho nó cái class, cái nhóm mà gắn cho nó cái class là drop down menu. Đó bình thường đúng không? Đó đơn giản. Và chỗ này muốn có cái đường gạch ngang này thì mình làm cái li không chứa gì hết, nhưng mà đặt cái class tên là divider thì nó sẽ kẻ vào cái đường gạch ngang này. Vô như gì nhỉ? Ở cái này sao tự nhiên tôi bấm được phải? Thôi kệ đi.
Tôi định bôi cho mọi người nhìn dễ. Sao tự nhiên không bôi được? Thành phần thứ tư, thành phần thứ tư cũng hay dùng để giao diện, đấy chính là các cái bảng dữ liệu. À, các cái bảng dữ liệu, table này. Thì muốn gắn table ấy, table dạng này thì muốn gắn table thì dùng table này, chấm cái class table. Thế rồi mình muốn có table ở cái dạng nào ha? Ví dụ table mà hơ chuột đến đây các cái dòng đổi màu, hơ chuột đến dòng nào đổi màu dòng đó thì dùng cái table hover. Thì cái này nó tiện ha, ví dụ như làm cái giao diện mà trên đấy thể hiện danh sách bệnh nhân và mình nhìn vào cái một cái hàng mà nó có nhiều hàng nhiều cột thì dễ bị nhầm, nhìn nhầm từ tên của người này sang cái ngày sinh của người khác, số điện thoại người khác, đúng không? Đó. Thì cái giao diện mà dạng mà hover mình hơi chuột vào đâu thì cái dòng nó nguyên cái dòng nó đổi màu, nó sẽ giúp cho người ta tập trung được cái thông tin chính xác của người đó. Hỗ trợ cái dạng này nó hay có ha, tức là chỗ này thì tôi không làm được vì nó là cái hình thôi, nhưng mà nếu mà đây mình hơi chuột đến cái dòng mà Mary nè, là nguyên cái dòng này nó sẽ tự động nó tô màu. Nếu tôi rời chuột lên trên thì nguyên dòng lên trên nó tự động tô màu, đúng không? Thì với trường hợp như thế cái table đấy được gắn cái class tên là table hover. Muốn có đường viền thì table border dễ, đúng không? Đó, đơn giản cũng dễ nhớ. Table là tên, table thì dùng nó đặt cái tên khác của table, nó có nguyên tắc là tên đó, nên bản chất chỗ này mình nhớ và mình hiểu để mình gọi tên cho nó đúng. Đó. Và chi tiết cái phần này mình muốn sâu xa hơn thì mình coi trên đây, tôi luôn gắn mình cái link gợi ý cho mình lên để mình đọc, những cái này chả cần mình dạy. Đó. Thì chi tiết mình có thể tham khảo thêm để mình thử làm chỗ đấy có nhu cầu, thấy cái đấy hay hay mình đem về mình dùng, thì cũng là cách học, đúng không? Thì ngoài ra nó còn có một số cái class khác. À, class này dùng cho mọi thành phần, không chỉ mỗi thằng table đâu. Thằng nào được khác biệt thì thường thường nó sẽ dùng cái thuộc tính XP hay là success. Success nó sẽ ra cái màu khác ha? Info, warning hay là nature. Và cái này nó hay ở chỗ là nó có tiêu chuẩn của quốc tế. Ví dụ như là mấy anh mà làm bên lĩnh vực mà bên điện ấy, thì mình biết là nó có những cái màu. Ví dụ như là trong trong lao động ấy, những người mà qua thực tiễn lao động thì mình sẽ biết. Tức là màu xanh lá cây ấy, là cái màu an toàn, đúng không? Màu vàng là màu cảnh báo, tức là có thể có nguy hiểm. Màu đỏ là màu nguy hiểm. Cho nên cái nút emergency stop ở trên các cái thiết bị đóng nắp hay là các cái thiết bị của mình ấy luôn luôn là màu đỏ, đúng không? Luôn luôn là màu đỏ. Tại sao không dùng màu khác? Có tiêu chuẩn màu đỏ ha. Những cái nút mà nút tắt khẩn cấp emergency stop thường thường là màu đỏ. Hay là nút mà khởi động hay nút gì đấy của mình ấy, thì thường nó màu xanh lá cây, đúng không? Có những cái nút nó quy ước tiêu chuẩn thì đây cũng vậy đó. Nó làm mấy này tiêu chuẩn luôn. Màu đỏ danger là chắc chắn là cái màu đỏ đặc biệt của cái màu nguy hiểm. Rồi success này nó sẽ là màu xanh giống như màu xanh lá cây này, đại loại như thế. Warning là sang cái màu hơi vàng vàng làm cam, nó có tiêu chuẩn hết nhỉ, cũng hay đúng không ạ? Cho nên mình cũng đỡ được nhiều thứ, mình dùng là nó cũng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế luôn. À. Đây là cái hướng dẫn dùng tạo tab thôi, tạo table thôi ha, table mà nó responsive ấy. Thì mình nhớ là cái deep, cái table mình khi mình làm table ấy, làm table nào thì cái table này phải được đặt trong một cái deep, và cái deep này có gắn là table responsive nên nó hiểu nó dễ, đúng không? Quy ước rất đơn giản, à tôi muốn cái table này nó tự động thích nghi theo cái giao diện của thiết bị người ta dùng để truy cập vào, thì lúc này nó sẽ chọn table, cái deep đấy là table responsive. Thành phần thứ năm nãy là thành phần thứ tư rồi, đúng không? Thành phần thứ năm là các cái class liên quan đến form, à nhập dữ liệu. Thì form ấy thì nó cho phép mình hiển thị cái giao diện nhập dữ liệu của mình ấy, theo chiều dọc hay là theo chiều ngang hay là theo các hàng, đúng không? Thì cái này đơn giản, đây nó chỉ có hai cái để nhớ thôi nha, rất đơn giản. Mỗi một nhóm dữ liệu thường một nhóm dữ liệu nó quy ước một nhóm dữ liệu thông thường gồm có một cái nhãn và một cái đối tượng điều khiển, nó gọi là form control, nó gồm hai cái nhá. Form control này thường thường là input ha, nó thường thường là cái input này. Còn cái nhãn là cái để hiển thị chữ, giống như mình trên mấy thiết bị điều khiển của mình ở trong cơ quan ấy, mình nhìn vào thì thường thường có cái nút, nút đấy bên trên có cái nhãn, đúng không? Ghi nút này là nút để làm gì, đúng không?
để cho đỡ bị nhầm lẫn thôi. Thì nó bao giờ nó cái nguyên tắc của nó giống vậy, là không có cái label và có cái đối tượng. Được. Thế thì ở đây mình nhớ rằng là khi mà mình tạo ra trên giao diện ấy, thì bao giờ sẽ dùng một cái div ha để tạo hai thành phần, tức là luôn luôn có hai thành phần này, thì có một cái div chứa và div đấy sẽ dùng cái class tên là form group. Thế còn mỗi một thành phần bên trong ấy, thì sẽ dùng cái class tên là form control. Đó, chỉ đơn giản thôi. Form group và form control. Ví dụ, đây, cái này, đây, đây chính là một nhóm này. Như vậy mình nhìn vào đây mình biết là từ đây đến đây này phải được đặt trong cái div, div đấy có class tên là form group. Ha. Trong này có cái này là label, cái này là input, input này phải đặt cái thuộc tính đây là form control. Dễ đúng không? Rất dễ nhớ, đơn giản. Thằng này cũng vậy. Thế này phải có div thứ hai này, div thứ hai. Div thứ hai này cũng phải được đặt cái class tên là form group. Trong form group này thì có một cái label, label. Có một cái control, à một cái input, input này phải được đặt là form control. Vậy thôi. Kể cả dưới này cũng vậy luôn đấy ha. Thì cái phần mã của nó đấy, mã nè, thấy không, tôi vừa nói đấy, tôi lại bôi này đi nhỉ. Đây cái đám, đám đấy này có một cái label, một cái input này. Input thì đặt tên là form control, đặt cái class ấy, ha. Còn cái div của mình ấy, thì cái div của mình đây thì đặt tên là form group. Dễ đúng không? Mình không quan tâm đến cái đặt thuộc, thuộc tính, chỉ cần biết hiểu muốn làm ra cái gì theo tiêu chuẩn là cứ thế mà gắn class này là được, là bootstrap này. Ngoài năm thành phần này ra thì có những thành phần đặc biệt. Đây chính là cái phần menu, menu mà mình đi vô các cái trang web ấy, mình thấy có cái hệ thống menu, mình ngồi mình CSS làm cái menu thì chắc làm phải mất cả buổi sáng. Ở đây nó chả cần phải khổ vậy, đây nó làm sẵn luôn à. Anh làm anh chỉ cần anh nó làm luôn cái navigation bar, anh muốn gắn menu đúng không, thì anh chỉ việc anh khai báo dùng là và nó định nghĩa sẵn cái thằng navigation bar. Cấu trúc thì đơn giản, làm cái tag, nó định nghĩa cái tag tên là nav, nó định nghĩa cái tag nó tự đặt tên, đây không phải là tag chuẩn nhỉ? Dạng custom tag, nó tự định nghĩa cái này, và cf của Bootstrap nó sẽ hiểu cái nav là định dạng như sẽ hiển thị như thế nào đúng không. Và nav bar này chỉ ra cái thuộc tính nav bar, mặc nhiên thằng này là default đúng không. Thì bên dưới này thì mình quy định cái thằng cái div nó gắn cái container fluid để nó hiển thị tối đa trên màn hình đúng. Rồi cái phần này này, cái phần này thường là phần tiêu đề của cái navigation, thì lúc này nó sẽ dùng một cái div đặt đặt cái đấy là tiêu đề. Thì thường người ta hay dùng cái chỗ này là cái biểu tượng đúng không, cái hình, cái biểu tượng, cái logo của công ty, thì chỗ này người ta sẽ và bấm vào thì nó sẽ chuyển đến cái trang chủ của công ty ha, của trang web đấy. Thì chỗ này thường người ta sẽ dùng một cái tag a bao ở giữa này, bao ở dưới này là một cái image. Ở đây thì tôi minh họa của nó không dùng image mà dùng cái chữ website name đúng không. Nếu mình đưa hình vào đấy thì cái chỗ đấy chính là cái đặc thù đứng đầu trên mỗi trang web. Thế còn những cái mục con này nè, những cái mục con này mà như lúc nãy tôi nói, mình mà ngồi mình làm menu cái phần ULLI này, mình ngồi mình giảm lâu lắm đúng không? Đây nó làm sẵn, nó quý ước mình chỉ việc gõ cái UL ở bên trong này, mình UL đấy mình đã quy định dùng hai cái class là nav và nav bar đúng không? Nav bar nav. Và mình muốn cái thằng home này nó lõm xuống thì gắn cái class tên là active, còn những thằng khác thì bình thường đúng không? Đã ra, đã ra cái này. Và cái này khi mà tôi chụp hình, tôi làm test, làm demo, tôi chạy thì cũng gắn đúng như này rồi. Đã ra cái này. Còn chi tiết cái chữ trong này mình muốn này là team thể thao hay là team bóng đá hay là team sức khỏe hay team covid gì đó, mình gõ nội dung chữ được rồi. Chi tiết thì có link đây nha để mình tra cứu. Đây là cái mà người ta hay dùng các trang web để có những cái hình ảnh tự động nó chạy ngang màn hình đúng không. Ở trên thực tế thì để làm những cái này thì người ta thường người ta sẽ dùng cấu trúc HTML, người ta mô tả các cái hình, sau đó người ta dùng JavaScript để người ta lập trình. Thế thì đây là cái này gọi là cái banner, cái này thường người ta hay dùng banner. Mục đích của banner trên các trang web là làm xuất hiện một số cái hình ảnh đặc trưng, đặc trưng ví dụ như là giới thiệu về những cái ưu việt, những cái đặc thù của công ty, hay là những hình ảnh đẹp đúng không, nó chạy qua và nó chạy theo cái kiểu là chạy hết cái này thì chạy đến cái kia,
Nếu mong cái gì mãi mãi, thường thường thì trên một cái banner này ta làm chừng 2-3 cái hình ở cùng đó. À, nhiều lắm là 4-5 cái, làm nhiều quá nó sẽ nặng nề, đúng không? Nó không cần thiết. Thường nó làm chừng 2-3-5 cái, nhiều lắm là 5 cái. Thế thì nó chạy cái thứ nhất xong thì nó tự động nó kéo cái thứ hai ra. Rồi, dừng lại bao lâu đấy rồi chạy qua thì nó kéo cái thứ ba ra. Thế chạy cái thứ năm ra thì nó lại kéo ngược lại cái thứ nhất vào, đúng không? Nó chạy đều đều kiểu một vòng tròn. 1 thì đến 2, 2 thì đến 3, 3 thì đến 4, 4 thì đến 5, 5 thì lại đến 1. Đúng không? Thì cái dạng như vậy thì nó gọi là carousel, nhớ nhá. Dạng cái cách mà chạy trình chiếu thông tin hình ảnh theo cái dạng như vậy thì nó gọi là carousel. Thế thì đối với cái carousel thì đây nó có lý giải này. Mình làm cái deep ha, deep để chứa tất cả những cái thằng đó. À, để chứa bên ngoài và bên trong một cái carousel thì nó có ba thành phần nha. Ba thành phần mình nhớ. Đây là cái carousel của mình ấy, thì nó có ba thành phần. Thứ nhất là cái mình thấy ba cái nút, ba cái biểu tượng nút tròn tròn chỗ này tôi đang hơ, tôi đổi thành cái màu đỏ, chỗ này nhìn màu vàng hơi khó thấy. Thì viết nào, này, cái nút thứ nhất à, đây là nút thứ nhất này, đây là cái nút thứ hai, đây là cái biểu tượng thứ ba này. Ba cái biểu tượng này nó gọi là indicator, indicator tức là bộ chỉ thị đấy ha. Và nhìn vào indicator thì mình biết rằng là à, trong cái banner này có tất cả là ba cái hình, đúng không? Có tất cả ba cái hình và đang xem cái hình thứ mấy, đang xem cái hình thứ hai, thằng đó nó gọi là indicator. Mình phải hiểu những thành phần này nha, để lát nữa mình tạo ra cấu trúc này thì nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà mình hiểu ba thành phần này thì mình lại thấy nó dễ làm. Được không? Indicator thứ hai á, là wrapper for slide, tức là cả cái hình này của mình, cái hình màu đen này, đấy, cả cái hình màu đen này thì mình có tất cả ba hình, đúng không? Nhìn indicator là biết là có ba hình rồi. Thì ba cái hình này nó được giới hạn trong phạm vi của một cái thành phần nó gọi là slide. Những cái hình này nó sẽ trượt qua màn hình, nó gọi là slide. Và cái thành phần thứ ba của một cái carousel ấy, nó gọi là left right control, chính là này. Nếu mà tôi muốn chạy sang bên trái để xem cái hình trước đó thì tôi bấm vào đây. À, xem cái hình sau đó, đúng không? Tôi muốn nó chạy sang bên phải để cho mình xem cái hình kế trước đó, tôi bấm vào đây, nó sẽ trượt qua. Thì cái đấy nó gọi là left and right control. À, thế thì khi mình làm một cái carousel là mình phải hiểu cái này nha, thì lúc mình dùng một code mình sẽ thấy nó dễ. Đây, nó phải có một cái thằng giới hạn với ba thành phần, trong đó là bộ chỉ thị indicator, cái phạm vi là nội dung của các cái thành phần trên banner, tức là các cái hình, và cái điều khiển quay trái quay phải, nó là left and right control. Và tổng số những cái class CSS để tạo lên được cái này này, nó chỉ có đơn giản là carousel, slide, carousel indicator, carousel inner, ht, item. Đó. Như vậy khi mà mình hiểu được mình muốn cái nào là tác động lên cái nào là cái left right control, muốn tác động lên cái nào là indicator, muốn tác động, muốn thêm hình, bớt hình, thì mình phải hiểu được mấy cái này, đúng không? Mà khi hiểu cái này thì mình sẽ gắn được những cái class CSS này đúng. Ổn đúng không? Dễ mà, rất dễ, đúng không? Nó phải hiểu nhé, hiểu cái cấu trúc này. À, những người nào mà tiếng Anh không khá, nhìn được mấy cái chữ này mình cảm thấy không muốn đọc, đúng không? Không sao, tôi giải thích rồi đó, đúng không? Như vậy là nhớ, ok ha. Còn mấy cái nữa. Thế anh phải hiểu, đầu tiên anh muốn làm được cái G-Carousel này, anh làm, tự tin anh làm nó, thấy nó đơn giản, thấy phải hiểu được. À, nó quy ước một cái banner này, cái G-Carousel này gồm có ba thành phần. Cái gì gọi là indicator, cái gì gọi là slide, cái gì gọi là left and right control, còn ba cái đấy được giới hạn trong một cái thằng deep ha, deep chung để giới hạn cái thằng đó. Và mình chạy thì mình đừng lo, tại vì cái thằng kịch bản nó đã viết jQuery viết sẵn á, mình cứ đưa vô là nó tự động nó chạy. Và khi anh hiểu những thành phần đấy thì anh sẽ biết anh gắn cái class này cho đúng này, các cái class gì đây. Đây là phần mã nè, thấy không? Như vậy là đầu tiên á của tôi là dài lắm nha, nó dài 2 trang, ở đây tôi cắt nó cũng nửa trang. Thế thì cái tôi phải có một cái deep ha, chứa tất cả những cái đó. Tôi đặt tên nó là My Carousel. Đó. Và cái thằng mà chứa toàn bộ cái banner đó, thì tôi chỉ cần chỉ cái tên class nó là Carousel thôi. Và tôi muốn cái hình thức này là nó trượt ngang màn hình. Nó có nhiều cái hiệu ứng nha. Thì hiệu ứng này là slide, nó trượt. Đúng không? Đó. Và cái kiểu trượt của tôi là trượt nối đuôi. Tức là hết 1 thì đến 2, hết 2 đến 3.
hết 3 thì quay trở về 1. Giả sử mình chỉ có 3 hình đúng không? Thì là cái dạng đấy là carousel. Thế rồi trong này thì tôi sẽ chia làm 3 phần. Thành phần thứ nhất là tôi về mô tả cái bộ indicator. Bộ indicator thì tôi dùng cái OL này. Trong này mỗi một LI thì tôi đặt cái slide to, tức là từ thằng này mà trượt là trượt đến thằng nào, đúng không? Đó, thì nó có 3 cái mà, thì theo chỉ số giống như học lập trình trước đây ấy, thì chỉ thằng đầu tiên đến chỉ số 1,0 à, mấy cái thằng này nó xây dựng bootstrap, nó dùng theo cái cách quy định chỉ số giống như trong Java, trong C vậy đó. À, phần tử đầu tiên là 0, phần tử thứ hai là 1, phần tử thứ ba là 2, được ha? Và mặc nhiên thằng nào chạy đầu tiên thì mình gắn cái class tên là XT thôi, ok ha? Đó. Thế là phần thứ nhất, đây chính là indicator. Bây giờ nội dung của mình là có các cái slide đúng không? Thì cái phần nội dung để trượt ấy thì mình sẽ dùng một cái div, đấy đặt tên nó là carousel inner. Đó. Và trong mỗi một carousel inner thì nó sẽ có một cái thành phần, một cái miếng để trượt. À, thì tôi sẽ dùng cái div, cái miếng để trượt của tôi sẽ dùng cái div tên là item. À, đơn giản như vậy. Thì trong cái miếng để trượt này tôi muốn dùng cái gì? Tôi muốn có hình, thế thì mình dùng img, đúng chưa? Tôi muốn có cái chữ, thế thì mình dùng cái class tên là carousel caption. À, trong chữ đấy tôi muốn có cái chữ lớn, tiêu đề tôi dùng h3, có thể dùng h3, h1, h2, h4 thì tùy, đúng không? Rồi tôi có cái phần chữ viết nhiều chút là đoạn văn, tôi dùng tập p. Thế có người hỏi tôi là vậy em không dùng cái, em chỉ dùng hình nhưng mà không dùng cái này được không? Được thì đừng xóa này đi, đúng không? Thế có người đặt câu hỏi là em muốn dùng chữ nhưng em chỉ muốn có mỗi cái phần chữ nhiều này thôi, mà em không muốn dùng h được không? Được, bỏ h đi, ok ha? Bây giờ em muốn có h mà không muốn có p được không? Được luôn, mình chỉ đặt h, còn cái này đừng gõ vô. Ở đây là nó cho mình có thể làm tối đa, thậm chí cho mấy cái p cũng được luôn, nhưng mà nếu mà trên một cái miếng trượt mà anh đưa nhiều chữ quá thì chả nhìn, đúng không? Bài viết thì đưa nhiều chữ thì được, trên hình người ta đưa tượng trưng đó, làm ấn tượng và có ghi chú. Đó, thì mình nhớ nhá, một miếng của mình thì mình sẽ dùng một cái div tôi bôi này nhỉ, cho nó dơ bỡ dơ, tôi làm đấy giờ nó lúc mình cần bôi thì nó lại không cho mình bôi, bực mình, đúng không? Thế thì cái thành phần mà wrap thôi được rồi, khỏi bôi, hơi nhìn màn hình hơi dơ chút kẻ ha. Thế mỗi một cái miếng của mình ấy là một div nha, này, một miếng là một div, ok chưa? Thì cái div đấy là một cái miếng trượt trên màn hình của mình, thì mình gắn cái class là item. Mình muốn mặc nhiên thằng nào chạy đầu tiên thì mình gắn cái thằng XT này, XT. Ở bên trong đấy thì mình sẽ chủ yếu là có hình thôi, để có hình này, để có phần chữ để mô tả thì mình sẽ dùng một cái div ha. Cái div là thành phần thứ hai này. Cái div này có carousel caption, ở trong này muốn gõ gì thì gõ, nhưng mà đừng gõ nhiều nha. Đưa nhiều thành phần nó rối thì nó xấu, không đẹp mà nó xấu. Thế là cái màn hình chụp thứ hai của tôi ấy, thì nó gồm có hai. Bây giờ mới rất cần xóa đúng không? À được rồi, không hiểu đúng không? Đấy này, đây là cái miếng thứ nhất nha, cái hình thứ nhất. Giờ là cái miếng thứ hai này, đấy là một cái item này, thấy không? Đây là cái hình khác này, cái phần diễn giải khác này, có cái chữ to này, chữ nhỏ, dễ đúng không? Miếng thứ ba của mình này, đây miếng thứ ba của mình là một cái div item, có một cái hình khác, một cái div để mô tả chữ, gọi là caption, ha, carousel caption, gắn chỉ cần gắn mấy cái này thôi, hiểu và gắn vào được là nó chạy. Đó. Và thành phần cuối cùng của mình. Như vậy nãy mình mới mô tả cái carousel của mình gồm hai cái đúng không? Bây giờ lại bấm được, không hiểu cái thằng này nó giờ cho gì. Ok đi ha. Tôi cũng chưa biết máy của tôi lâu lâu nó giờ cho mắc cười. À, lúc nãy mình có một cái là indicator, thứ hai là slide, và thành phần cuối cùng của mình chính là gì? Thành phần cuối cùng của mình chính là left right control. À, mỗi một left right control thì nó dùng cái hai cái span để làm để mô tả cái biểu tượng này, đúng không? Mũi tên glyph icon nó chỉ về bên trái, mũi tên glyph icon chỉ về bên phải. Và có nhìn mũi tên mà có nhiều người nó không hiểu nên mình viết chữ luôn, đúng không? Xem cái trước, xem cái sau, đúng không? Đơn giản rồi. Bấm nó chạy rồi. Bấm chạy nha. Đấy. Cái này này, trên thực tế là nó chạy, đúng không? Ồ, đúng không? Carousel cũng rất đơn giản. Thì đây là một cái mẫu nó áp dụng cái portfolio, đúng không? Nó có chia là mấy phần, trên cùng là menu này. Trên cùng là menu, ok ha. Đây là tờ báo, đây là nguyên cái mẫu của mình này. Đấy, đây là cái nguyên trang của mình.
đúng không? Đây là phần banner, đây là phần tin này, đây là phần tin một miếng này, hai miếng này, ba miếng này, đây là phần footer đó. Mấy cái mẫu này đó được ha. Đây là cái mẫu thứ hai, Bootstrap Theme Company. Để ví dụ mình làm cho công ty của mình, đây là cái mẫu đó. Bên trái này tôi chụp cái phần đầu đây nha, không đủ màn hình. Đây cái tổng quan cái trang của nó đây. Trên cùng cái phần màu đỏ này, tên công ty giới thiệu, đúng không? Trên cùng của cái menu, trên này có cái menu. Tôi nhỏ thu lại mình không nhìn thấy này. Chỗ này, menu nằm đây này. Rồi cái phần quảng cáo của công ty nằm đây. Rồi mô tả đây. Rồi các cái biểu tượng glyph icon, ba cái glyph icon chia cột, đúng không? Đó. Rồi đây là cái phần mà giới thiệu về hình ảnh của công ty liên quan, có các cái hình ảnh minh họa 1 2 3. Đúng không? Đây phần này. Dưới này cũng chia làm bàn. Đó, nó thiết kế theo cái mô cục này. Cái thứ ba chính là cái trang lúc nãy. Đấy, đây là cái trang này là The Band. Nó lấy cái theme này là The Band. Đây. Ok nhỉ, đây là The Band. Trên này là G Carousel, kín màn hình luôn. Là cái này là kín hết màn hình của tôi. Đây thu nhỏ lại thấy bé này. Indicator là caption này. Cái này là indicator này, đúng không? Cả một cái tấm hình này của mình chính là một cái slide có caption. Caption. Đây là left right control. À, chạy nó trượt đấy, lát nữa tôi mở minh họa cho mình coi, chạy là nó trượt. Kéo xuống dưới thì chỗ này, kéo xuống dưới thì chỗ này mình thấy có các cái tin đặc trưng, chia làm 3 phần, 1, 2, 3, đúng không? Dưới này là các cái hình ảnh minh họa, dưới này là cái phần liên hệ, dưới này bản đồ Google Maps. Đó. Đây cũng là một cái theme nổi tiếng của Bootstrap nha. Đó. Thế phần lý thuyết thì cơ bản là như vậy. Đây nha, tôi bấm vào đây để mình thấy này, mở cái này, Bootstrap Theme Ban. Bấm vào ấy ha. Đấy, nó dạy mình luôn nha, đây là cái trang của mình. Đấy, G-Carousel chạy luôn rồi các bạn. Trượt. Ok ha. Đấy. Có thể tự chạy luôn, được ha. Đấy, cái phần The Band nào. Và dưới này nó dạy cho mình dạy theo cái mẫu này. Đấy, đây là cái trang web nha, đang demo, đây là cái bản đồ ha, bản đồ của cái vị trí đó. Và nếu mà mình muốn ha, mình muốn mình xem cái phần code viết như thế nào, full page demo, đây tôi bấm này. Đấy. Đây là cái này chính là banner nè, trượt đúng không? Làm 3, làm 5, làm 7. Làm mấy cũng được, nhưng đừng làm nhiều nha, làm nhiều cũng được, nhưng mà không nên, đúng không? Góc độ thiết kế làm nhiều quá nó rối, làm ít thôi. Làm 3 cái. Hoặc là nhiều lắm là làm 5 cái thôi. Làm 7 cái nó bắt đầu ngán nó dở ha, không là làm nhiều. Menu nè, nav ha, navigation có này. Gắn vào nó tự động chạy. Logo thì đây là chữ, mà mình muốn thì mình có thể đưa hình cũng được. Ở dưới này là thông tin này, giới thiệu ha. Rồi cột thứ nhất này, đấy, thành viên thứ nhất, mình tưởng tượng như thành viên ban nhạc, thành viên thứ hai, thành viên thứ ba. Đúng không? Rồi cái phần là nó giới thiệu về lịch trình lưu diễn đại loại vậy ha. Tour thứ nhất là Paris, tour thứ hai là đi trình lưu diễn ở New York, tour thứ ba ở San Francisco, đúng không? Rồi liên hệ lại có, đúng không? Những cái này tạo thì dùng cái nãy mình form control nhớ, đấy, nút nè. Ổn đúng không? Thế còn mình muốn đây, symbol me lúc nãy nè, symbol me nè. Đấy, symbol me đây. Nó định nghĩa sẵn. Và nó dạy cho mình làm luôn nha, làm luôn đó. Company đây, cái mẫu dành cho company. Đây là menu á, đây là mấy cái menu. Đây là glyph icon nè, cái hình cái giống như đồ thị này, cái này chính là cái icon á, glyph icon nè. Debug đây mình cũng thấy. Thấy không? Glyph icon là signal là tín hiệu, đúng không? Tín hiệu giống như kiểu mấy cột sóng của điện thoại vậy đó.
Đó, cái này cũng là cliff icon nha, cái hình này tượng hình nha, không phải hình đâu, cái này là cliff icon, hình quả đất, thấy không? Globe, globe là quả 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 địa cầu đúng không? Này, này. Cliff icon, globe, mà nó hình nó bự, mà giữ hình bự như này nhưng cái hiển thị khi mà gửi đi trên internet nó chỉ tương đương với khoảng 1-2 byte này, tại nó là một ký tự mà, ký tự mà hiển thị là loại chữ to ra hình như vậy, rất là lợi hại. Mấy cái này cũng đều là icon hết à, này icon à, clip icon lúc nãy muốn gắn cái này vô, mình nhìn vào mình không biết, tưởng là cái hình à, logo small à, clip icon lock tay khóa đúng không, cái này là chắc hát này, tim đúng không, tim đúng rồi, clip icon hát, ok ha, thằng này power, chắc này power đó, thì nó có những cái clip icon off đúng không. Đó, nhìn thấy như vậy tưởng là cái hình nhưng không phải hình, nó chính là cái biểu tượng ha. Nhìn như vậy thôi nhưng mà dung lượng truyền đi thì rất nhỏ. Đó, cái này chính là cái mẫu company, ổn ha. Thì đây là ba cái mẫu của thằng Bootstrap. Bootstrap này là Bootstrap thế hệ thứ ba, đây Bootstrap thứ ba, nếu mình dùng Bootstrap thế hệ thứ tư á, Bootstrap đâu, Bootstrap mà thế hệ thứ tư nha, thì nó còn có nhiều mẫu hơn nữa, nhiều mẫu lạ đẹp dành cho mình tự nghiên cứu ha. Thế nếu mình coi á, mình có thể thử làm ví dụ cái cho tin đúng không, không ví dụ hay không tin ở đây trong get started nè, Bootstrap CDN này mình gắn rồi đúng không. Thế rồi mình muốn tạo ra một cái trang đây, Bootstrap CDN đây, mấy cái mà tôi dạy tôi lấy từ trên này đấy ha, chứ tôi cũng không nghĩ ra mấy cái này, người ta viết ha, người ta giới thiệu Docker HTML5 Bootstrap Mobile First này, rồi khai báo cái tag meta, rồi phải gắn cái container đúng không. Ở bên dưới này đây chính là nội dung này, thế giờ muốn chạy thử thì lên đây mình test ha. Cho nên lúc nãy tôi không làm là vì vậy, tại người ta có cái minh họa cho mình xem này, mình bấm try it xem đúng không. Đây chính là trang đầu tiên của mình này, deep class container, dispatch is inside a container class, này chính là cái này tắc p đó này. Thế rồi CDN, Bootstrap CDN thì mình gắn gắn cái link CDN, rồi đến jQuery, rồi đến jQuery.js, bootstrap.min.js, mấy cái link này mình dùng thôi, đơn giản đúng không. Bây giờ tin chưa, tự tin chưa, mình muốn test thì mình có thể mình gõ ngay trên này nè, à, mình thấy mình hiểu thì mình sẽ mình về trên máy thì mình làm. Đây là thằng Gestalt Image đúng không, đây Image mình muốn test thằng này thì mình cho xem, đây là cái hình này bình thường rồi. Đây image này mình muốn là image này là circle, gọi chữ circle đúng không, rồi run đấy circle này, mà giờ em muốn mình thích mình có thể chỉ ra một thằng khác ở trên này cũng được, ví dụ kiếm cái hình này là castle đúng không, tôi kiếm tòa lâu đài tôi gắn vào đấy nha, cũng được, cách test thử trên này dễ, ví dụ tôi nhìn thấy cái lâu đài này thấy mê quá đúng không, chọn này nè, ok ha, tôi nhấn nút phải vào đây tôi chọn get copy image address đúng không, quay về bên này test trên đằng này đúng không, test trên này thì cái circle s, cái src này tôi pass cái image address vào đây, pass rồi run, thấy lâu đài không, thấy lâu đài đưa vào đây luôn, quá dễ đúng không, quá dễ này, lâu đài của mình. Kiếm cái khác, lấy cái hình khác vô. Đây, cái này nhìn đẹp mà. À, copy image address. Test thử trên này luôn, ha, cũng được. Dễ mà mấy này vớ vẩn, đúng không? Không có gì khó. Pass vào đây nào. Đó. Rồi run, chạy. Đó, lúc này. Muốn test gì thì cứ tên gõ trên này thôi. Ổn ha. Nếu mình dùng Bootstrap 4 thì sao? Bootstrap 4 nó có nhiều mẫu hơn nha. Bấm vào Bootstrap phải có 3 mà. Tôi đang nói theo cái Bootstrap 3 đúng không? Mình muốn dùng Bootstrap 4. Bootstrap 4 thì nó hiện đại hơn chút. Hình như bây giờ Bootstrap 5 rồi đó, nhưng mà nó chưa chưa dùng làm tiêu chuẩn dùng chung ha. Mấy 3 4 là hay dùng phổ biến cho Bootstrap 4. À, mình muốn dùng cho form nhá. Form đâu? Đi tìm đây.
Form đây. Ok ha, form. Đấy. Rồi mình muốn thử thì mình có thể try it yourself nào. Ở trên này có thể test ha. Đó. Đây là cái form của mình. Như vậy cả cái body của mình là class container. Form của mình thì mỗi một form thì gồm có nhiều nhiều thành phần đúng không? Mỗi một thành phần là tồn tại ở từng cặp. Thằng này cặp thứ nhất là gồm có label, control, hai cái này phải là trong một cái div. Đây là thấy có cái div này, div đúng không? Có này là label này, cái này là input. Thì input này phải được đặt CSS class là form control. Ổn ha? Đó. Mình muốn test thì mình thêm thì mình vô đây mình gõ thôi. Đối với trường hợp carousel này, đây mình có thể test đây. Đây. Rồi mình try it carousel đây. Mình muốn đưa hình về núi lửa đây ha. Lấy ba cái hình nha. Lấy thằng này là một. Copy nè. Đây là mình muốn đưa cái gì? Đấy, thằng nó đang tự chạy á. Đây chính là một cái carousel của mình nè. Đây, một cái div này chính là một cái carousel. Đúng không? Indicator của mình, đây là cái indicator. Mặc nhiên cái đầu tiên là cái này. IT nè. Thì đây là cái hình, tôi muốn sửa cái này lại thành cái hình núi lửa. Tab. Ủa, nãy chưa chép à? Copy image address. Được ha? Đây mình bác. Đó. Rồi cái hình thứ hai mình đưa cái hình núi Phú Sĩ vô ha? Fuji ví dụ vậy. Biết Fuji viết này đúng ta? À tôi gõ lộn ha. Đấy, này đẹp nè. Copy image address. Rồi mình bấm. Đúng ha. Rồi cái cuối cùng này tôi đi kiếm một cái này hả. Cái đường dẫn nó dài rồi. Đúng ha. Giờ mình muốn mình cho caption vô. Ví dụ đây tôi muốn có image. Em muốn có caption được không? Được. Div class sẽ bằng caption đúng không? Xuyên tiếp cái này tôi muốn có h2 cái này là trên này thì gõ nó không có hỗ trợ nên hơi mệt đúng không? Đây là h2 cái đầu tiên của tôi là núi lửa, núi lửa đây tôi không thích có cái phần dưới thôi thế cũng được. Ở chỗ này tôi muốn có caption, div class phần caption div. Mà thằng này thì tôi không thích dùng h, dùng p được không? Được p. Cái này phải núi Phú Sĩ không ta? Núi lửa của Nhật Bản. À ví dụ vậy đó ha. Rồi mình run. Đó này, núi lửa h. Ok ha. Phải chạy nào. Đó, núi lửa của Nhật Bản. Caption của mình đó. Thằng này nãy không gõ nên không thấy đúng không? Đó. Núi lửa. Thằng này indicator của mình nằm dưới này. Đúng không? À, tôi muốn chọn về thằng đó. Đây nó màu trắng không nhìn thấy thôi. Nếu mình muốn đổi màu sửa gì đấy thì lúc này mình đã có kiến thức cơ bản rồi, mình có thể định nghĩa cái class CSS tương ứng để mình thay đổi, ví dụ thay đổi màu, thay đổi kích thước đúng không? Ok nha. Nhà cái bài này của mình đến đây là kết thúc ha.